Tiến lên toàn cầu, địch biệt gì cũng tiến. Doanh nghiệp nếu muốn trở thành vĩ đại, thế giới kính trọng thì ông chắc chắn phải dựa vào cái văn hóa của dân tộc. Hôm nay sẽ là một vị khách mời, tác giả của Địch biết gì cũng tiến, anh Nguyễn Thành Nam, thành viên hội đồng sáng lập của FPT. Đi ra ngoài, đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Chính cái việc mà không biết gì thì hóa lại là lợi thế. Tới 2007, mình cũng chả có cái tên gì trên thế giới này về lĩnh vực phần mềm cả. Đúng rồi. Vậy thì lúc đó anh đi bán hàng, anh bán cái gì? Ông Bình bảo thì bây giờ tốt hết là sang Mỹ. Sau này mới biết hóa ra chỗ đấy không phải là chỗ ngon nhất, nhiều chỗ ngon hơn. Mình xưa chúng ta rất có hai cái tranh luận giữa Nguyễn Huệ với Nguyễn Ánh thì ai giỏi hơn. Thì ta bảo rằng là Nguyễn Huệ thì rất giỏi dùng người tài, còn Nguyễn Ánh thì rất giỏi dùng người thường. Thế thì khi mà tôi làm shop thì anh ấy cũng nhắc lại một câu là nếu mày không dùng được nông dân thì không thể thành công. Thì cách họ làm thế nào? Cái này cực kỳ quan trọng. Xin chào các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hãy bấm subscribe kênh Việt Success hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hoặc là Apple Podcast để có thể lắng nghe được cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Hôm nay sẽ là một vị khách mời và là tác giả của quyển sách trên tay tôi, đó là Địch biết gì cũng tiến. Quyển sách mới của tựa rất là đặc biệt. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Thành Nam, là thành viên hội đồng sáng lập của FPT, founder của tổ chức giáo dục Phoenix và là tổng giám đốc đầu tiên của AppSoft. Câu chuyện của cuốn sách này, hành trình 25 năm phát triển của một trong những cánh chim đầu đàn của nền công nghệ của Việt Nam, một trong những cái doanh nghiệp mà đầu tiên về công nghệ Go Global cách đây 25 năm. Dạ, xin chào anh Nam. Cảm ơn Nam đã dành thời gian. Xin chào Khánh. Dạ, thực ra là em nghĩ anh là tác giả duy nhất mà có cái chữ Địch biết gì trên tựa sách tiếng Việt. Không, thế này phải rất là cảm ơn bạn Thảo. Tên là như thế nhưng mà để in được ra là cũng là không phải đơn giản. Dạ, chắc là đây là thực sự là một cuốn sách mà phải cần đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể thẩm thấu được hết những gì 25 năm của anh đã trải qua. Thì chắc em vui vui một tí bắt đầu bằng cái tựa Địch biết gì cũng tiến. Địch biết gì có nghĩa là gì ạ? Cái tựa này thì thực sự là cách đây 20 năm, cũng gần 25 năm là thì khi mà bắt đầu cái quá trình Go Global ấy thì bên FPT thì có một truyền thống là thường làm cái việc gì thì cũng có một cái bài hát chế để mà nó kỷ niệm cái sự kiện đấy. Thì có một cái anh tên là anh Hoàng Minh Châu, anh ấy chế một cái bài hát, trong đó nó có câu là tiến lên vinh quang, chúng đang chờ phía trước, tiến lên toàn cầu, địch biệt gì cũng tiến. Thì cái lúc mà anh ấy viết cái câu đấy thì thực ra là một cái câu nó cũng vui thôi. Nhưng mà đến khi nào bọn anh quyết định viết cuốn sách này thì hóa ra cái câu đấy là một câu tiên tri. Tiên tri. Tiên tri. Về... thực sự tiên tri về cái việc là trước đấy thì mình đúng là một câu vui đùa, mình kiểu như là mình cứ liều mạng. Thế nhưng mà thực ra cái khi mà đặt tên cuốn sách này thì ý nó lại khác hẳn. Tức là nếu khi mà chúng ta đi ra ngoài, đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới thì chính cái việc mà không biết gì thì hóa lại là lợi thế. Đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta đi với tâm thế là cái gì ta cũng biết rồi lại khái, thì thực ra là chúng ta, mà đây cuốn sách nó kể lại rất nhiều lúc những câu chuyện như vậy. Khi ban đầu chúng tôi cứ nghĩ rằng mình biết thì hóa ra thì mình lại không làm được. Nhưng mà khi bắt đầu mình nhận thức được rằng là mình chưa biết gì thì thực sự mình lại đi được. Đấy, thì cái quá trình này thì bây giờ thuật ngữ nó có một chữ rất là hay mà anh nghĩ là rất hợp, nó gọi là chữ là tiếng Anh nó gọi là unlearn, tức là sao, phải học quên. Yeah. Tức là ông học rồi, rồi gỡ cái học đó ra, ông gỡ nó ra đó, gỡ kiến thức ra, gỡ nó ra thì lúc đó thì ông lại có thể học thêm một cái mới. Thế về logic thì rất dễ hiểu, thế nhưng quá trình đấy hóa ra rất khó, không dễ một tí nào cả, phải trả nó khó về mặt logic vì mình không chấp nhận đấy. Yeah. Là thứ hai nữa là về kỹ thuật nó cũng khó thật, làm thế nào để mà mình không nhớ thật. Thì đấy là nội dung cái chữ này có thể tạm gọi là như vậy. Nếu mà chúng ta tạm thời khi ta muốn làm cái việc gì mới, chúng ta phải đi với một tâm thế để biết gì. Vậy lúc đó anh gỡ là gỡ cái gì với AppSoft? Thực ra là mình đã học rất là nhiều rồi chứ phải không đâu. Mình gọi không biết gì không đúng. Bọn tôi là đi học ở nước ngoài về, đúng không, học toán 7-8 năm, chục năm đầy trong đầu kiến thức. Trước khi đi làm đi toàn cầu hóa thì mình đã có 10 năm làm ở Việt Nam rồi. Mình cũng có rất nhiều thành tựu, cũng có nhiều sản phẩm, rồi cũng có rất nhiều cái nó gọi là cái kinh nghiệm làm việc. Mà phải gỡ hết.
tất cả những cái đấy đều không có ý nghĩa gì. Vì sao ạ? Bởi vì không phải cái người ta cần, cái thị trường nước ngoài nó cần cái khác, đòi hỏi nó khác, cái lĩnh vực đấy nó đòi hỏi khác. Cụ thể lúc đó thì mình xuất khẩu phần mềm là năm 1998-99 đúng không ạ? Thì lúc đó họ đòi hỏi cái điều gì mà anh với những kinh nghiệm ở Việt Nam mình không thể nào đáp ứng được? Thì thực ra câu chuyện đấy nó bắt đầu ngay từ Việt Nam rồi, chứ không phải là ở nước ngoài. Mà trong này thì tôi có nói kể là năm 1997, trước đó thì bọn tôi làm một cái phần mềm cho ngân hàng cũng khá, các ngân hàng Việt Nam thì cơ bản đều đã dùng hết. Trong này tên ngân hàng thì mình cũng không thiện nhắc tên lắm, trong sách thì có tên ấy. Thì năm 1997 thì họ tổ chức một cái sản phẩm ngân hàng của chúng tôi làm, tôi nghĩ là cũng một trong sản phẩm bán được khá hiệu quả. Và năm 1997 thì họ tổ chức một cái đấu thầu và họ lựa để tìm một cái giải pháp mới. Thì cuối cùng họ đã lựa chọn một giải pháp của Thụy Sĩ với giá đắt độ gấp 10 lần cái giải pháp của chúng tôi. Và chúng tôi rất là, nói chung cảm giác nó rất là khó chịu, bực tức. Tại sao là đã làm việc với nhau, kinh nghiệm với nhau bao nhiêu năm như thế rồi, thế mà các anh lại không chọn bọn em? Thì tôi có đến tôi hỏi anh giám đốc, và anh ấy đã trả lời một cái câu rất là quan trọng. Và cái câu đấy thực sự đã thay đổi cái nhận thức của tôi về thế giới bên ngoài. Câu đó anh bảo rằng là bọn anh thì đang muốn đi ô tô. Thực sự bọn anh muốn mua cái ô tô, mà bọn em cứ thuyết phục bọn anh đi xe máy. Tức là như vậy đấy, cái nó khác nhau như vậy, nó khác nhau giữa ô tô và xe máy. Người đang đi xe máy có thể không bao giờ hình dung ô tô nó như thế nào, bây giờ thì rất dễ, nhưng mà chúng ta cái ẩn dụ để thấy rằng là chúng ta còn không hình dung được nó là cái gì cơ. Và chúng ta vẫn cứ thuyết phục là ông ấy đi làm theo cái cũ. Còn tại sao ngân hàng ấy nó phải đi xe máy, à phải đi ô tô? Bởi vì ngân hàng nó đến toàn cầu, trước đó các hệ thống ngân hàng là nó kết nối trên toàn thế giới, ngân hàng không thể hoạt động một mình được, bắt buộc nó phải kết nối, bắt buộc nó phải tương thích với tất cả các hệ thống ngân hàng khác trên thế giới. Vì thế cái chuyện đi ô tô đối với họ là đương nhiên. Không phải là vì nó tốt hơn, vì không có thì các bạn ấy không làm được. Thì đấy là cái ví dụ đấy để thấy rằng là, còn vô khối những ví dụ khác để thấy rằng là về công nghệ chẳng hạn, mà thực ra cũng dễ hiểu thôi, vì đất nước mình nghèo thì làm gì có nhu cầu lớn về công nghệ đâu. Ăn uống thì là gạo, thịt, xi măng, sắt thép cần. Thì cái bước đầu anh có thể chia sẻ lại là cái bước đầu khi mà ra nước ngoài lúc đó thì là cái việc mà đến với thị trường lớn hơn, nhu cầu lớn hơn. Thì cái việc mà thị trường lớn hơn thì rất dễ hiểu. Việt Nam cho đến bây giờ chi phí cho công nghệ thông tin cũng rất khiêm tốn, trừ ngân hàng. Ông ngân hàng thì ông chi rất là nhiều, bởi vì ông ấy bắt buộc tất cả những ông nào kết nối quốc tế cũng đều phải chi cả. Còn lại những ông hoạt động nội bộ thì chẳng có nhu cầu lắm, chưa có. Thế thì ra ngoài thì ra đâu? Đi đâu ạ? Đi đâu? Thì bên ngoài thì tất nhiên là cái dễ nhất thì chúng tôi nghĩ rằng là tất nhiên là những nước phải phát triển. Nên logic mà nói thì phải cái nước đã phát triển rồi, cái nước giàu tầm như vậy thì nhu cầu họ về công nghệ thông tin sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ ngay đến Silicon Valley đúng không? Năm 1999 khi FT Software thành lập và quyết định đi ra nước ngoài thì ở trong nước cũng đã khá nhiều các công ty đã làm những việc đó. Năm 1999 thì tôi có vào trong Sài Gòn và tôi tham dự một cái hội thảo của các anh em đã từng làm. Nhưng mà đa phần lúc đấy là các công ty đấy là do các anh em Việt Nam, Việt Kiều nói chung từ nước ngoài. Và họ trở về và họ thấy rằng là cái lực lao động ở Việt Nam có thể đáp ứng được yêu cầu, bởi vì bản thân họ suy bụng ta cho bụng người thôi. Họ làm được thì chứng tỏ là anh em trong Việt Nam được. Trong đó có anh mà tôi kể sách, tôi kể đến anh Lâm Quốc Vũ, anh nghĩ rất là đơn giản. Mà khi anh đi sang Mỹ thì bạn bè anh ở lại, và trong lớp thì anh cũng không phải là học sinh xuất sắc lắm, đâm ra nếu mà anh ở bên Mỹ làm được thì khả năng lớn là bạn anh cũng làm được. Và năm 1995 ấy, anh đã về Việt Nam để anh mở công ty rồi, để làm phần mềm cho Mỹ. Đấy có thể coi là công ty đầu tiên. Sau này là KMS Technology đúng không ạ? Sau này là KMS Technology, nó gọi là đầu tiên là Paragon Solution Việt Nam, rồi sau là KMS Technology. Hoặc anh Lệ, anh Nguyễn Hữu Lệ chẳng hạn, là anh làm TMA, thì anh Lệ thì anh đã làm cho Nortel. Và anh cũng được phụ trách cái này, và anh cũng nghĩ rằng là Việt Nam có thể làm được. Và anh ấy tận dụng được cái ưu thế của anh làm cho Nortel, và anh cũng mở những công ty ở Việt Nam, và sau thành TMA Solution, với dạng thành một công ty công nghệ thì rất là lớn. Tại thời điểm đó là có những đàn anh đi trước, và có một số ông Tây, tôi nhớ là có một công ty tên là công ty gọi là Singroad, có một ông người Anh.
vì sao ông ấy lại Việt Nam thì tôi cũng không rõ lắm. Ông ấy làm về cho một hệ thống ngân hàng của Anh, ông ấy là một cái chuyên gia về làm về IT cho ngân hàng, yeah. Ông sử dụng ở đây. Thì lúc đấy mình nhìn thấy thì duy nhất của mình là thực sự là chưa biết gì thật, tức là chưa đi ra bao giờ, tức là không biết cái thị trường bên ngoài như thế nào. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng là có khi phải đi tìm một cái mô hình. Thì FPT trước đấy thì cũng có tham gia xây dựng một cái khu công nghệ cao dưới Bộ Khoa học Công nghệ, dựng công nghệ cao ở Hòa Lạc, đề án thôi. Yeah. Thì trong lúc xây dựng cao thì nó có nhắc đến các loại khu công nghệ cao trên thế giới, thì ví dụ như Silicon Valley, rồi như là Tân Trúc của Đài Loan, Nhật Bản thì tôi mới quên rồi, Hàn Quốc, chỗ nào nhiều lắm. Nhưng mà có một cái khu mà chúng tôi thấy nói đến làm software, tức là khu gọi là Electronic City ở Bangalore, Ấn Độ. Chưa đi bao giờ. Thế thì anh em quyết tâm để đi. Sau khi ra xong thì thực sự cái chuyến đi Ấn Độ đấy là nó thay đổi quan điểm của chúng tôi về cái cách làm. Cái việc thị trường là một chuyện rồi. Tất cả có một, tức là trước đến nay mình nghĩ rằng làm software thì chỉ có một cách, đó là theo Microsoft. Thực ra là lúc đấy Microsoft là Bill Gates đấy, ông ấy vừa mới sang Việt Nam. Không, bây giờ ông ấy không hot rồi, chứ còn những năm 90 thì cũng cứ có luôn. Vẫn hot anh, báo chí vẫn chào đón ông ấy hủy. Bây giờ vẫn hot vì là ông là giàu, chứ hồi xưa ông hot vì ông là tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực. Microsoft là 96, dạ. 96, 97. Ông bắt đầu công ty từ năm 1976. Công ty đấy là trong những công ty đầu tiên làm về phần mềm cho máy vi tính. Đâm ra là Bill Gates. 97 là Internet vào Việt Nam đầu tiên. Nhớ rồi. Ông này thì cũng chịu khó viết sách lắm. Đâm ra là cũng ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ. Nhưng tôi là một trong nạn nhân. Okay. Nạn nhân của Bill Gates. Thế là cứ đi làm theo thôi. Bắt chước. Thế nó làm cái gì mình làm. Nó là một. Bọn tôi có sự là một cơ mà. Là một, làm Excel, làm PowerPoint, làm tất. Nhưng mà không viết lại thật nhiên. làm sao làm được, nhưng mà gọi là không thể nào mà compete được, tự gọi là cạnh tranh được, là nhanh chóng là thấy rằng là mình không lớn được, mình còn bỏ công đi sang tận văn phòng của bên ở Redmond là đẹp lắm, văn phòng Microsoft hồi đấy đã được promote như kiểu sau này là Google ấy. Yeah. Là mẫu hình mẫu của các loại văn phòng của công ty công nghệ. Nhưng mà khi sang Ấn Độ thì thực ra mới thấy là như vậy có con đường khác. Là cái người Ấn Độ họ thành công là vì họ làm khác, chứ không phải họ bắt chước, mà họ tự nghĩ ra con đường của họ. Nếu mà để hiểu được rằng cái Ấn Độ đã invent ra một con đường, sáng tạo con đường nào, thì bạn có thể đọc cái cuốn sách gọi là Thế giới phẳng của Friedman. Yeah. Thì khi ông Thomas Friedman này, ông sang, ông xem thì ông nhìn thấy được cái sự phát triển công nghệ thông tin của Ấn Độ. Và ông ấy hỏi cái ông chủ tịch của Infosys là bây giờ các ông làm hết thế này thì các ông lập trình viên Mỹ làm gì? Thì ông này ông trả lời rất hay, đấy không phải là câu hỏi của tôi, đấy câu hỏi của các ông. Thế là một đấy cứ hiện tượng, tức là trong họ đã đi con đường khác và họ đạt được cái trình độ như thế. Là cái ảnh hưởng của Ấn Độ đến đường cũng vẫn rất lớn. Yeah. Thì cách họ làm thế nào là mình mới biết được tại sao. Ví dụ tôi nghĩ là có mấy cái mà cách họ làm rất là khác. Ví dụ như là đầu tiên mà mình nhìn thấy được ấy, là sự phổ cập. Trên đường phố Bangalore ấy, thì bạn thấy trên cột điện của điếc người ta là toàn cái quảng cáo dạy lập trình. Mình tôi hay nói so sánh với anh lúc đấy anh Hùng mình đi cùng với tôi bảo rằng là em theo em là cái công ty lập trình bên này nó còn nhiều hơn hội hiệu gội đầu nhà mình, toàn những cái công nghệ mà chúng tôi cũng chưa nghe bao giờ, chưa dùng bao giờ. Thì cái sự phổ cập đấy nó làm cho mình cũng ấn tượng. Làm sao mà nó có thể phổ cập đến gần như tất cả mọi người được? Nó đơn giản thế là ai cũng muốn nó có thể học được. Cho đến bây giờ Việt Nam vẫn chưa làm được điều đấy. Thực sự cái mà tôi áy náy nhất là Việt Nam mọi người vẫn đang nghĩ rằng công nghệ thông tin là cái gì cao siêu lắm. Chắc là phải học chuyên toán, chuyên tiết gì mới học được. Nhưng năm 1998, cuối như tháng tôi sang Ấn Độ thì đã thấy rằng họ đã cho rằng cái này ai học cũng được. Cái điểm thứ hai là công ty nó đẹp. Không khác gì Microsoft. Yeah. Mặc dù xã hội Ấn Độ thì vô cùng gọi là lộn xộn, bẩn thỉu, hỗn loạn. Mà bây giờ bạn bè tôi sang đấy bây giờ vẫn thế. Yeah. Không khác, không thay đổi nhiều. Nhưng các công ty của họ thì là khác hẳn. Mà trong sách thì tôi có viết là tôi có hỏi cái ông ấy là công ty của mày đẹp như thiên đường.
thì ông nói đúng rồi, tiền lương. Thì họ muốn cho nhân viên họ thấy rằng khi bước vào công ty thì đang một thế giới khác. Cái này là cái ý tưởng này cực kỳ hay luôn. Khi mà chúng ta định làm việc với thế giới, chúng ta là thế giới thứ ba, tạm gọi thế đi, các nước đang phát triển, nước nghèo, chúng ta định làm việc với thế giới thứ nhất thì chúng ta phải sống trong môi trường như thế, chúng ta mới hiểu được người ta. Chứ còn bây giờ mình cứ luôn nhuôm luộn tuộm, xong thằng kia nó bảo là làm tốt đi, mình chẳng biết thế nào là tốt được. Yeah. Lúc đó thì chúng tôi không hiểu hết đâu, nhưng mà mình thấy cực, nhưng sau này thì thấy nó quái luôn. Tức là chính cái môi trường công ty đó chính là môi trường đào tạo. Đào tạo một cái cách sống, lifestyle, tức là tạm gọi thế. Ở các nước khách hàng của ông ấy, người ta đang sống như thế. Thế nào gọi là sạch? Yeah. Đúng không? Thế nào là chỉnh chu, thế nào là ngăn nắp? Nếu mà thực ra kể cái này khó lắm. Sau tôi cứ bảo thôi, phải dẫn anh em đi chứ mà mình kể lại mới lại không ai tin. Yeah. Không ai tin. Trong công ty mình lại còn sạch hơn khách sạn 5 sao. Mà không phải công ty mà trung tâm đào tạo của nó đúng là thiên đường thật. Cái tòa nhà đấy mà cái ông giám đốc trung tâm đào tạo còn nói tòa nhà này chính là kiến trúc sư của Vatican thiết kế luôn. Mình trông nó giống nhà tờ luôn. Yeah. Tức là họ đã đầu tư một cái khoản tiền rất lớn để họ tạo một cái môi trường, chứ họ không nói bằng mồm. Cái này về sau này thì tôi có một ông thầy tôi, cái này tiện thể kể, ông thầy tôi, ông mở trường, ông thầy tên là trường Marie Curie thôi, thầy tên thầy Khang. Thầy nói rằng là chừng nào mà thầy không bao giờ dạy sinh viên, học sinh là phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chừng nào mà thầy chưa làm được cái nhà vệ sinh để tốt. Còn một khi mà thầy làm vệ sinh thật sạch sẽ rồi thì không cần phải dạy cái đấy nữa. Đấy. Thì cái này là cái là cái môi trường là chính là một cái. Sau này thì bọn tôi học được rất nhiều thứ, luôn luôn là làm cách tạo một cái môi trường nó tạm gọi là hiện đại, văn minh, sạch sẽ, tương đương. Có thể bên ngoài chúng ta không làm được, nhưng ít nhất là trong chỗ chúng ta làm việc nó phải như thế. Thì nó tạo cho mình một cái cảm giác là mình có thể cái quen thuộc khi mà mình làm với khách hàng. Và để mình hiểu thế nào là tốt, thế nào là chất lượng. Cái điểm thứ hai đấy là cái mà bất ngờ. Cái điểm thứ ba ấy là trước đây thì FPT cũng tổ chức một trung tâm đào tạo, tức là luôn luôn dạy dỗ, tìm cách để cứ có cái công nghệ gì mới thì lại mở lớp dạy. Thì mình có hai vấn đề mình phát sinh. Một là mình luôn luôn chạy theo thôi, cái công nghệ nó mới mình bắt đầu học, thầy học rồi mới bắt đầu đi dạy. Thế nên mình thường chậm. Và thứ hai là mình không nhân nó lên được. Chính là không nhân được. Vì sao mà họ đi lên đến tận nơi được là vì họ nhân được. Thì chúng tôi gặp một công ty về đào tạo, nó tên là công ty NIIT. Và khi anh Trương Gia Bình em mới hỏi là bạn mày có bao nhiêu cái trung tâm, thì nó trả lời nó có 1.500 trung tâm. Thì chúng tôi nói chung là ngất, bởi vì mình làm có một cái mà quản lên xuống, mà cái anh phụ trách đấy là anh Bùi Việt Hà, là bạn thân của anh Bình, cũng là người rất giỏi, mà anh vẫn không quản được. Như vậy họ có những bí kíp khác, làm thế nào để họ nhân cái trung tâm đào tạo ra được. Bây giờ Việt Nam các trường có thể rất là giỏi nhưng mà không mở được cái thứ hai. Thế còn đặt câu hỏi thứ hai là mình hỏi là tại sao, là làm thế nào để không bị chậm về mặt công nghệ. Tức là phải đấy, luôn luôn phải đi theo các hãng công nghệ của Mỹ chẳng hạn. Thì hóa ra câu trả lời của họ còn đơn giản hơn rất là nhiều. Là khi mà cái tổ chức đào tạo mà có đủ quy mô ấy, thì các hãng công nghệ nó sẽ đặt hàng trước. Bởi vì họ khi mà họ tung ra một loại công nghệ mới, họ cũng muốn là có người đã học rồi, đã sử dụng được rồi. Chứ không phải lúc đấy mới đi học thì làm sao thì nó cũng mua. Đâm ra là thường là họ đã chuẩn bị trước. Yeah. Tức là cái hãng, các trường đào tạo của Ấn Độ ấy, nó biết trước cái công nghệ đấy, trước cái hãng. Nó tung ra. Bởi vì nếu không thì không thì ông tung ra bán cho ai. Tức là cái lời giải của họ rất là đơn giản. Thì đấy, những cái điểm đấy làm cho mình thấy rằng con đường này, con đường đúng, con đường này nó phù hợp với mình, xã hội phát triển tương đương như nhau. Đấy, đấy thì take away được mấy thứ. Một là phải đào tạo mà số lượng lớn, phải sử dụng được người bình thường. Thứ ba nữa là phải xây được văn phòng đẹp. Văn phòng không phải đẹp mà văn phòng nó phải đẹp không đủ. Thực sự nó phải là, mà thực ra không phải là vấn đề đẹp, mà vấn đề nó phải đẳng cấp tạm gọi thế. Yeah. Thế thì tôi không phải là, may là đi cùng chứ sao anh Bình bảo là thế chưa?
trên đường về cũng bảo là Ấn Độ làm được thì chắc mình cũng làm được. Chứ còn bây giờ gọi là làm thế nào thì lúc đấy là không biết, chỉ biết là đây là con đường này nó khả thi hơn rất nhiều là con đường đi theo ông Bill Gates. Tức là cái điều đó có nghĩa là con đường mà làm gia công nó sẽ khả thi rất nhiều so với chuyện là làm công nghệ nguyên bản như là Microsoft. Lúc đấy thì mình chưa hiểu lắm đâu, gia công đã đi theo thầy thì cứ thế thầy vào gì đã làm thôi. Sao đâm ra sau này các bạn cứ nói cái tôi thực ra không quá quan trọng. Hôm nay tôi theo ông Khánh, ông Khánh làm cho đúng ông Khánh mà thành công. Sau đó nó gọi ông Khánh là cái gì tôi cũng không quá quan trọng. Đấy, như vậy thì ta chọn con đường là thầy là Ấn Độ. Đồng thì người. Đấy là cái như vậy là khi mà mình bắt đầu làm thì có hai cái yếu tố nó ảnh hưởng mình rất là nhiều. Một là các công ty Việt Nam đã làm việc này, họ có những cái kinh nghiệm của họ ấy. Thực tế mà thường bắt xuất phát là họ chính là những người khách đã có khách hàng rồi, rồi họ mới xây dựng cái phần delivery, tức là cái phần mà làm việc ở đây. Đấy, cả cái công ty hoặc là như công ty như Singroad thì họ có khách hàng trước. Nhưng dù sao như vậy nó cũng làm cho niềm tin là ở đây có thể delivery được. Chứ cứ làm ra cái gì mà có mỗi mình làm thì thực ra mình rất sợ. Nên là cá nhân thì tôi hay khuyên các bạn nếu mà đi làm cái thứ xung quanh không thể nào làm thì có lẽ không nên làm. Lo. Vì cái đất nước mình có rất nhiều điểm selling point mà mình không biết. Cái này cực kỳ quan trọng. Quay lại câu chuyện vì sao khi mà chúng ta định đi ra nước ngoài ấy, thì cái country đặc biệt làm service như thế này này thì cái thương hiệu quốc gia nó rất là quan trọng. Họ không tin công ty đầu tiên, họ tin đất nước trước. Vì sau này mình mới hiểu thực ra là cái khái niệm country brand nó quan trọng hơn rất là nhiều. Lúc đấy thì tôi cũng chưa hiểu hết được. Sau này khi đi ra ngoài đi bán hàng ấy, thì mới thấy rằng nếu mà ở Việt Nam mà chưa ai làm thì tất nhiên là họ cũng không tin mình. Họ không tin công ty đầu tiên, họ tin đất nước trước. Đấy, tin đất nước trước. Fast forward một chút là tức là đi để kể đến câu chuyện này một chút là năm 2007 thì lúc đấy ở bên Gartner, tức là một cái tổ chức chuyên đánh giá về các hãng về cái năng lực của đất quốc gia về cung cấp cái dịch vụ gia công phần mềm ấy, thì nó có ra một cái báo cáo. Trong báo cáo đấy thì đánh giá rất nhiều nước nhưng lại không có tên Việt Nam. Năm 2007 đấy nhá. Còn chưa có tên. Tức là còn không được đứng tên. Chứ kể cả đứng tên mà nó bảo kém thì ít ra là có trong danh sách lớp đúng không? Mình không có trong lớp. Không trong lớp thì tất nhiên là thằng to là nó còn không biết là có mình tồn tại. Và chúng tôi đã tiến hành một cái chương trình, một cái gọi như là một cái chiến dịch. Cái chiến dịch này thì bây giờ mới kể tôi hồi đấy là nếu không được đứng tên vào đây ý, cái này đứng tên thì sẽ lợi tất cho tất cả mọi người, chứ không phải là mỗi mình cho FPT, mà lợi cho tất cả mọi người phải còn được đứng tên vào đây. Thì tôi lúc đấy có anh đang phụ trách ở bên Mỹ, anh Tùng, bảo giờ phải đến gặp cái hội đấy. Ngắn hơn, văn phòng nó cái thành phố gì, Connecticut gì đấy, này tôi cũng không nhớ lắm. Thế là anh ấy hỏi, tại sao chúng mày không đưa tên Việt Nam vào? Nó bảo là tao không biết nó ở đâu cả. Tại sao tao phải đưa, tao không biết nó ở đâu cả. Thế thì bảo mời nó sang. Nó mời sang chúng mày phải chi tiền hết. Thế hết bao tiền? 25 ngàn chi. Bởi vì mình tin rằng khi họ sang đây họ sẽ thay đổi quan điểm. Đấy, bởi vì chúng tôi đã có kinh nghiệm trước đó rồi. Tức là khi tất cả những cái người mình có không biết Việt Nam hoặc có thái độ Việt Nam thì khi sang họ đều sẽ thay đổi. Vì cái đất nước mình có rất nhiều điểm selling point mà mình không biết. Tại thời điểm đấy tôi biết rồi, đúng không? Yên tâm bỏ 25.000 mời chúng ta sang. Mà cái bảng em dẫn đều đi, dẫn tất cả công ty. Nó muốn tích tức nào mình dẫn đằng đấy. Không phải gì, không phải diễn, không phải dàn xếp gì cả. Và các bạn ấy đi xong, các bạn về thì năm sau các bạn ấy viết ra thì các bạn ấy cho tên Việt Nam vào, và các bạn ấy status, tức là cái trạng thái của Việt Nam, các bạn đề là chữ promising, tức là có hứa hẹn. Cái này cực kỳ quan trọng. Cái này cực kỳ quan trọng. Quay lại câu chuyện vì sao chúng ta phải đi cùng các, phải khi mà chúng ta định đi ra nước ngoài ấy, thì cái country đặc biệt làm service như thế này này thì cái thương hiệu quốc gia nó rất là quan trọng. Mà sau này khi mà tôi làm cái toàn cầu hóa cho đại học FPT ấy, làm giáo dục ấy, thì thất bại. Không phải vì chất lượng đào tạo của đại học FPT kém, mà vì người ta không tin là cái nước Việt Nam ấy, không ai gửi con đi du học Việt Nam cả. Chưa có thương hiệu gì cả. Chưa thương hiệu.
nó không có tên thì làm sao mà dẫn đường được. Mặc dù mình suốt ngày giờ mình bảo là thực ra Việt Nam rất gần Nhật Bản. Nhưng mà đấy, gần Nhật Bản thì không phải là Nhật Bản. Từ đấy thì cái đấy là cái mà nếu mà trong tóm tắt là trong giai đoạn đầu ấy, thì đấy là những cái điểm mà đối với mình là nó gọi là eye opening, tức là mở mắt cho mình. Mình hiểu rằng như vậy là mình phải dựa vào anh em. Thứ hai là mình phải có một cái mô hình nó nói rất rõ là phải đào tạo, phải sử dụng được những người. Còn lúc đấy vẫn chưa biết bán hàng như thế nào. Bởi vì tất cả công ty Việt Nam mà mình biết thì họ có khách hàng rồi. Họ mới mở ở đây. Còn chúng tôi không có khách hàng thì làm nào. Cảm ơn anh. Quá nhiều thứ cho một câu chuyện, nhưng mà đúng là nãy là anh fast forward tới 2007, mình chưa có tên trong cái danh sách đó. Em tua ngược lại chút xíu là lúc anh vừa mới được mở mắt sau khi gặp ông thầy Ấn Độ đi. Mình cũng chả có cái tên gì trên thế giới này về lĩnh vực phần mềm cả. Đúng rồi. Vậy thì lúc đó anh đi bán hàng, anh bán cái gì? Thì khác gì nhà hồi đấy còn định vị là nhà quê ra tỉnh thôi. Bây giờ thì phải ra tỉnh mà bán thôi. Thì ông Bình bảo thì bây giờ tốt hết là sang Mỹ. Sang Mỹ. Ở chỗ đấy nghe đồn là có cái chợ to lắm. Thực ra là mình nghĩ là có hai cái chợ, mình cho là Bangalore là một cái chợ. Đúng không? Bọn Mỹ khi nó đi kiếm đối tác thì nó sẽ sang Bangalore. Đấy, mà chợ thứ hai là ở Silicon Valley. Thì hồi đấy đến Mỹ mình, thực ra cái hiểu biết mình nước Mỹ nó ít lắm. Anh bây giờ tôi nghĩ vẫn thế. Đa phần hỏi nước Mỹ là gì thì có New York, Chicago, San Francisco là hết. Một nước là tột luôn. Còn tất cả anh em công nghệ thì biết mỗi Silicon Valley là hết. Sau này mới biết hóa ra chỗ đấy không phải là chỗ ngon nhất. Wow. Hiểu nhiều chỗ ngon hơn. Nhưng đấy là quá trình learning. Tức là đi sang Mỹ thì mở hai văn phòng. Một là Ấn Độ, là Bangalore. Hai là Mỹ. Chống rong cờ mở. Đi sang. Nhưng mà câu chuyện đi nước ngoài này cũng là câu chuyện hay. Bởi vì nghĩ thế thôi nhưng làm nó khó. Tôi nhớ cái ngụ ngôn nó câu chuyện là bọn chuột là nghĩ cách làm thế nào để là bọn mèo nó đến thì biết ấy, thì là phải treo cái chuông vào cổ con mèo. Thì nó đến, đi đâu nó kêu ầm lên là mình biết, mình tránh thôi. Nhưng mà không, thằng nào đi treo mới là thằng khó. Thì cái câu chuyện FPT cử người đến nước ngoài giống hệt như vậy. Tôi họp hành cái thứ nào, đúng rồi, chúng ta phải mở văn phòng ở Silicon Valley. Tóm lại là thằng nào đi. Tất nhiên là chẳng có nào muốn đi cả. Bởi vì trong nước nói thế nó thuận lợi chứ. Ừ, nói thế mình cũng có, dù sao mình cũng có tí chức tí quyền ấy. Ở đây mọi thứ đang có này, sang bên kia đất khách quê người biết quái bằng gì. Là còn Ấn Độ nên là càng không đi. Ai là người tiên phong? Đâm ra là phải nói rằng là những người đi đầu tiên tôi vô cùng trân trọng. Mặc dù họ thất bại. Thất bại là vì mình không bán được, không biết cách bán được hàng. Đại khái như là, nhưng mà nếu không có đi thì sẽ không có ông thứ hai, có thế thôi. Và cái anh đấy là anh Trần Văn Hùng, ở trong này tôi để Hùng hắn một chương, không phải anh Hùng Râu. Anh ở bên Mỹ đúng không? Đi Mỹ đúng không? Anh Việt Kiều. Dạ, yeah, ok, em nhớ rồi. Anh này là Việt Kiều nhưng mà tôi gọi là xanh vỏ đỏ lòng. Thực ra gọi là cờ vàng nhưng mà thực ra là đỏ đại khái. Tức là anh này vàng được, đỏ được, kiểu gì anh cũng chơi được. Thì anh học cùng lứa vậy thôi. Anh ấy về Việt Nam cũng vì một lý do rất là cũng có một công ty Mỹ, là ông giám đốc người Mỹ, ông ở phải ở lại Việt Nam, chắc cũng là vì bạn gái. Thì anh, ông mới tuyển anh ấy để làm quản trị dự án cho công ty ấy. Thì anh ấy về là tình cờ thì chúng tôi ở cùng, tức là khi cái văn phòng web shop thành lập thì ở cùng nhà với anh ấy. Cùng tòa nhà, bọn tôi tầng 3 thì anh ở trên tầng 6. Và vì thế rất hay giao lưu với nhau. Và anh ấy cũng rất thích hát chế. Tức là văn hóa nó rất phù hợp. Và hai bên cảm giác là cực kỳ phù hợp. Là cùng một lứa tuổi. Đấy. Tức là cái tính nghịch ngợm rồi. Thì anh ấy thấy rằng nếu mà cùng đi làm gọi là outsourcing này, cùng làm đi từ trên ngoài đi thảm với ông Việt, chỗ FT này vui hơn là làm bên kia. Thì anh ấy chuyển sang. Và thực sự khi anh ấy chuyển sang thì vấn đề ai đi coi như là được giải quyết. Vì đối với anh ấy, việc đi đúng không, đi sang Mỹ hoặc sang Ấn Độ thì không phải là vấn đề. Anh ấy thực sự là một cái international, một cái người global citizen rồi. Anh học ở Ba Lan và anh ấy đã ở lại, rồi anh đi sang Áo, rồi anh sang Đức. Anh ấy, thực ra anh là một người khác hẳn với chúng tôi. Để đi học xong về ngay, tôi biết gì đâu.
Trần Văn Hùng, Henry Trần Văn Hùng là người đầu tiên mở văn phòng của FPT tại Bangalore, đăng ký. Sau đó thì anh đi sang Mỹ để mở văn phòng tại Silicon Valley. Thì cái người đầu tiên này thì tôi nghĩ là may mắn. Chứ không phải là mình chẳng có lựa chọn gì cả. Trong anh em mình, ông Bình thì bảo tôi đi, tôi không đi. Sợ bất xứ, bây giờ bảo tôi không đi. Ở đây nó càng không đi, tiếng Anh tiếng Nhất mình kém. Sang đi sống nào. Ơi, bán hàng thì biết bán cho ai, nói chưa xong. Đấy. Dụ thằng Đình Anh nó đi thì nó không đi. Nó bảo nó khôn hơn, lúc đấy nó nhìn thấy Internet ở Việt Nam đang chuẩn bị phát triển, cơ hội này lớn hơn rất nhiều. Ở đây vợ con, thị trường lớn, đi sang kia làm cái gì? Bất cả mọi người. Thế mà anh ấy đi được ý, khi anh ấy penetrate ra được, tức là nó thấy được rằng là à, cái việc này là possible, có thể làm được. Mặc dù văn phòng ở Ấn Độ thì độ 3 năm sau thì chúng tôi cũng giúp, còn văn phòng ở Mỹ thì cũng độ hơn 5 sau, độ 2 năm, 5 rưỡi cũng rút. Bởi vì là nói thế thôi, mình sang đấy mình có mở văn phòng, mình chống rông kiểu mở là tự mình biết thôi, nó biết mình là ai. Bây giờ em hình dung quê em lên xong em mở cái lều, làm cái lều ở Ba Đình, giả sử Ba Đình đi chăng nữa thì cũng chẳng ai biết em là ai. Nó không biết em là ai thì càng không có chuyện là họ tin tưởng em giao bất cứ một cái việc gì cả. Thỉnh thoảng có 2-3 ông nhưng mà nó thực ra không đáng kể. Anh có nghĩ là lúc đó nếu mà kiên nhẫn mà chuẩn bị kỹ hơn một chút để đi thì nó sẽ thành công hơn không? Hay là cứ đi? Thực ra bây giờ không biết là chuẩn bị cái gì, bởi vì không biết chuẩn bị cái gì đâu. Hồi đấy thì cũng có, tức là chuẩn bị thì chúng tôi cho rằng là đi Mỹ thì cần phải biết tiếng Anh, cái điều rất dễ yêu. Tức là suốt ngày đi thi tiếng Anh. Thế nhưng mà thi kiểu hồi đấy là thi TOEFL chứ không phải bây giờ IELTS như bây giờ. Tức là suốt ngày luyện thi TOEFL, sau là thi anh em đỗ cả. Nhưng mà đến lúc thằng Tây nói vẫn không hiểu gì. Tức là ông Tây sang nói với mình không hiểu gì, mà mình nói nó cũng chẳng hiểu gì. Thế mình biết cái gì nữa, luyện cái gì? Công nghệ thì phải có thầy dạy chứ. Nên mà gọi là bây giờ thì mình lại thôi, ngay tại thời điểm đấy thì cái sự gọi là lúng túng nó rất là rõ. Thực sự là chúng ta thất bại, đi những bước đầu tiên không có khách thì bây giờ chuẩn bị cái gì, đúng không? Khánh bảo bây giờ phải chuẩn bị cẩn thận. Mình không biết chuẩn bị cái gì cả, học tiếng Anh xong thì hóa ra nói mình có hiểu gì đâu. Còn đem ra về sao rút kinh nghiệm là chúng tôi bỏ không tiếng Anh những cái gì, nhảy vào cuộc cứ nói một lúc là hiểu hết, chứ còn học rời cũng không hiểu. Một cái câu khẩu hiệu rất là hay khi mà sang Ấn Độ thì lúc này thì mới hiểu. Trước đấy thì cái đây của anh Đạt là anh ấy, sau này anh sẽ nói kỹ hơn rất nhiều ở trong sách. Công ty Ấn Độ nó viết một cái câu khẩu hiệu thế này: Company là campus, còn business là curriculum, còn leader thì là teacher. Tức là cái câu khẩu hiệu đấy nó chỉ tóm gọi nó đơn giản thế này: chính cuộc sống của các ông là trường học. Tức ông phải có việc, tức ông phải có dự án thì nó sẽ chính là môn học. Công ty này này chỉ là trường học, còn thầy giáo ấy là ông thầy, là ông sếp ấy. Thế nhưng chúng tôi modify đi một chút, tức là leader thì cũng không, leader thì có biết gì đâu mà dạy. Vì leader thì cũng hơn gì mấy ông kia đâu. Là chúng tôi modify thành là customer, sản xuất tức là khách hàng sẽ là thầy giáo. Ok, khách hàng dạy mình. Tất nhiên tốt hết là chúng ta đừng nghĩ rằng ta học gì, chúng ta phải có việc. Thì khi chúng ta có việc thì công ty sẽ là trường học, khách hàng sẽ là thầy giáo. Mà vô cùng ngạc nhiên là khi mà tôi viết cuốn sách này, chương cuối cùng tôi mới viết lại thực ra tại sao, tôi tìm cách lý giải tại sao mình lại có thể nghĩ ra được những cái kiểu như thế. Những cái mặc dù bây giờ nhìn nó rất logic, thì cái khẩu hiệu này đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra từ năm 1946, khi quân đội nhân dân Việt Nam lúc đấy còn rất non trẻ phải chống lại quân Pháp. Ông Đại tướng viết trong quyển Chiến đấu trong vòng vây. Em mà đọc lịch sử thì em thấy quân đội dân Việt Nam là tháng 12 năm 1944 mới thành lập, mà trong rừng mấy ông trông nó dùng nôm nhôm nó súng ống gì có. Mà tháng 12 năm 1946 khi Pháp đánh vào Hà Nội là Pháp có 15.000 quân mà có đủ xe tăng đại bác đủ hết. Thì ông Võ Nguyên Giáp đã viết ở trong cái quyển đấy rằng lịch sử chống ngoại xâm Việt Nam chưa bao giờ phải đánh trận đầu tiên ngay trong thành phố cả. Xưa đến nay khi quân xâm lược toàn là phía Bắc mà, đâm ra nó đến ở biên giới
thì nó cũng phải mấy tháng nữa nó mới đến thủ đô. Thế là chúng ta có thừa thời gian để chúng ta chuẩn bị hoặc chạy trốn. Còn lần này khi đẩy ra vẫn đánh nhau ngay ở hô phát đánh luôn. Như vậy là quá khứ không giúp được gì cho chúng ta. Chưa kể là quá khứ còn có bài học rất xấu. Là quân Pháp đâu có mấy trăm quân ấy mà đã chiếm được cái thành Hoàng Diệu, thành Hà Nội mấy chục nghìn quân. Hoàng Diệu là phải treo cổ tự tử. Tức là chúng ta phòng thủ trong thành thủ đô là rất kém. Thế thì đặt ra bài toán. Bây giờ chúng ta phải giữ được Hà Nội. Lúc đấy được giao nhiệm vụ là giữ một tháng để các chính quyền, các cơ quan đoàn thể là có thể rút lên rừng. Thế thì học ở đâu? Câu hỏi này chính xác. Ai dạy đây? Lúc đấy anh em bảo có mấy, hồi đấy thì có mấy tù binh Nhật bắt được. Thì nhưng mà cái cách ông Nhật ông dạy thì nó lại mình không dùng được. Ông bảo là phải có 3 khẩu đại bác, nhưng thì mình chết rồi. Toàn những thứ mình không có. Thì Bộ Chỉ huy Quân đội Dân Việt Nam đã đưa ra khẩu hiệu giống hệt như tức là thực ra mình học các cụ mình không biết. Vô thức. Đấy, khẩu hiệu của quân đội rất dần học từ kẻ thù. Này mình học từ khách hàng. Yeah. Chính quân Pháp nó sẽ dạy này. Khi đổi là mình phải học rất nhanh. Bởi vì nếu không thì em chết. Đâm ra cái chương cuối này anh viết một cái đoạn rất hay mà đây không phải là anh viết mà một Việt kiều Pháp tên là General Lê Quang, và sau này khi ông viết vào ông viết cái câu đấy rất là hay. Là ở Việt Nam thì có những ông tướng là gọi như là gì, tối đọc binh thư, sáng đi đánh nhau, chiều về rút kinh nghiệm. tức là cái bài học đấy nó học liên tục. Thì kẻ thù đánh phát thì mình phải học chứ, mà tất nhiên sau đó mình phải hệ thống lại chứ không đơn giản. Cái việc mà học từ thực tế nó cũng không đơn giản. Nếu mà chúng ta cứ đi xong chúng ta không hệ thống lại cái component ở trong cái một cái component quan trọng trong việc học được thực tế là cái việc tối đọc binh thư. Yeah. Phải viết lại mới đọc được chứ. Thì chúng ta lại không thường thì bỏ qua thì làm sao mà không hệ thống lại được. Yeah. Thì cái chính cái điểm mà khi mà không có hệ thống lại được đấy, cái mà cái hệ thống đào tạo ấy, nó rất việc là cái ông là học từ thực tế xong nó đúc kết lại, ông có thể truyền được từ sang cái khác, nhưng mà thực tế rồi nó cũng vẫn là có dự án. Yeah. Thế cái kẻ thù đâu. FT Shop Air là một tổ chức được thành lập bởi những nhà lãnh đạo ảo tưởng về năng lực. Cái sự chân thành ấy, thực sự là mình thực sự cho đến bây giờ tôi nghĩ vẫn là điểm rất mạnh của thanh niên Việt Nam, tức là chúng ta không giấu giốt. Thì có một cái trải nghiệm mà tôi nghĩ cũng rất là hay trong đoạn đầu này, nếu mà là mình nghĩ rằng bây giờ kiếm khách mình không thạo, đúng không? Ông Hùng cũng không thạo, Việt Kiều nói chung là cũng không quen biết nhiều. Thì bây giờ thuê Mỹ. Thì tiếng Mỹ. Yeah. Thì khả năng lớn thành công cao hơn. Đấy, mà Mỹ thì nó làm bài bản. Được cái Mỹ cái gì nó cũng rất bài bản. Chúng tôi thuê béng một ông trả lương cao vật. Trả lương cao bằng huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà khi ông lại bài bản quá thì ông lại cho rằng là mình không đủ năng lực. Đấy. Vấn đề khác nữa. Thì vấn đề khác ông thầy thì ông bảo là tao tưởng chúng mày lập trình kém, chúng mày tiếng Anh thế này thì chịu chết rồi. Hóa ra chúng mày chẳng biết gì. Vừa lập trình kém vừa tiếng Anh không có. Mà lại bán hàng cho Mỹ. Thì đòi bán cho Mỹ mà lại còn chặt một đống tiền thì tao có là gọi là thiên tài tao không làm được. Ai nhấn bạn này, bạn ấy viết cho tôi khi mà bạn ấy phát hiện ra ngay là cái đấy nó không khả thi. Thì bạn ấy, khi mà bạn ấy rời FTShop thì bạn viết một cái thư, bạn nói rằng FTShop Air là một tổ chức được thành lập bởi những nhà lãnh đạo, được thành lập bởi những nhà lãnh đạo ảo tưởng về năng lực của mình. Rất rõ, ảo tưởng năng lực của mình, bán một cái dịch vụ sai cho khách hàng sai và một thị trường cũng sai nốt. Đấy, thì bạn nhận xét như thế. Thì khi mà thuê ông Mỹ thì lại là vấn đề khác. Thì ông ấy thấy rằng là mình không đáp ứng được. Vì ông ấy, mỗi ngày ông đưa cho tôi danh sách 10 cái phải sửa thì chịu. Mình mới hỏi đích sửa được, bởi vì sửa thế nào. Sửa nhiều, ví dụ ông Khánh bây giờ phải cao lên 2 mét. Người uống sữa có 10 năm cũng không cao được 2 mét. Để nó có thế tôi làm nào. Dạ, cuối cùng sửa, cuối cùng bán hàng kiểu gì ạ. Thế thì cái con đường này cũng tèo. Tức là nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Mất một đống tiền. Nên lúc đấy gần hết tiền đến nơi rồi. Thất bại với ông thầy đó. Yeah. Thất bại 3 lần nhé. Lần đầu tiên mở văn phòng ở Ấn Độ,
thứ hai mở văn phòng ở Mỹ, lần thứ ba là chi tiền cho cái ông này và chị mà lương bổng với anh em nữa, rồi tuyển mấy trăm ông nữa. Rồi. Ờ, thế thì nhất quá tam rồi thôi. Hết tiền rồi. thì cái đoạn này thì đúng là bây giờ nhìn lại thì thực sự đấy là chỉ có thể nói được rằng mình cố gắng thì sẽ, bây giờ nó gọi là cô thương. Mình cố gắng thì mình sẽ gặp may mắn. Chứ còn thực tế là may mắn. Thực tế là may mắn. Cái khách hàng mà nuôi sống chúng tôi trong 5 năm đầu tiên đấy là hoàn toàn may mắn. Đến từ đâu ạ? Đến từ Bỉ. Là một cái đất nước mà chúng tôi không bao giờ nghĩ đến cả. Khi mình làm chỉ có Mỹ thôi. Mỹ mới là đất hứa. Và một lần nữa lại là đất nước Việt Nam nó mang lại cho chúng tôi. Chứ không phải cố gắng của chúng tôi. Như thế nào ạ? Những câu chuyện này tôi kể lại, mà bây giờ kể lại mình vẫn thấy cảm động. Vì thực sự là mình may mắn quá. Thì câu chuyện đấy là những năm 1999 thì ở bên Bỉ, Broxen có một công ty nó gọi là Proximus, công ty viễn thông, nó giống như Mobifone nhà mình đại loại. Thì ông ấy run cái hệ thống IT của ông, nó chạy bằng máy chủ, máy mainframe hiện đại. Thì ông ấy nói rằng ông ấy bây giờ cần phải thay đổi. Thì ông ấy muốn đưa một công nghệ mới gọi là Java. Thì ông ấy, thì cái ông Telecom này ông ấy nói cho một cái đối tác của ông ấy, một cái bác tên là Vân ạ, là mày đi tìm cho tao một cái nhà cung cấp mà thạo cái công nghệ mới này. Thì ông kia thì đi tìm đó. Thì tất nhiên là tự nhiên ông sẽ đi Ấn Độ, bởi vì đấy, hoặc là đi tìm các nước khác. Thì, nhưng ông này cũng là một ông rất entrepreneurship. Thì ông ấy kể lại, đây là sau này nhé, lúc đấy anh không biết, sau này hỏi lại, chứ còn lúc đấy làm sao biết. Thì bác Werner này, thì bác đi ăn, một hôm bác đi ăn ở Brussels, thì bác nhìn thấy có một cậu thanh niên coi như là tóc tai xông dài đến vai này, trông như kiểu ca sĩ nhạc rock ấy, mà lại đang gõ máy tính. Đấy, thì bác mới tình cờ ăn thôi, xong rồi ăn cơm đấy hỏi thế là mày làm gì? Bảo tao lập trình. Bảo lập trình gì? Bảo tao lập trình Java. Ô bảo ôi hay. Đúng đấy, ông đang đi tìm. Thế bảo mày đâu? Bảo tao ở Việt Nam. Thế ông này trước đây cũng nghe Việt Nam bao giờ, nhưng mà thấy thằng này làm Java. Bảo thế ở Việt Nam có nhiều bọn biết cái Java này không? Thì anh này, cái anh này, anh tên là anh Lê Tuấn, anh bảo rằng là ui Việt Nam đầy. Thực ra là anh cũng bốc phét. Bởi vì anh này 18 năm anh đi kiểu vượt biên mà. Yeah. Anh ấy chưa về Việt Nam và anh mới về trước đây. Và anh ấy nhìn thấy rằng đây là cái việc là cái đất nước ấy, cái nước Việt Nam nó đã gây ấn tượng với anh ấy, impress anh ấy. Đấy là những công ty mà như tôi nói lúc nãy nữa, như Paragon Solution rồi như là TMA, vì anh có biết FPT đâu. Thì anh ấy về Sài Gòn mà, thì anh mới thấy rằng là hóa ra cũng nhiều làm. Thế xong anh mới nói rằng là thì anh yêu Việt Nam thôi, chứ còn anh ấy bảo rằng là Việt Nam đầy. Đấy. Thế xong anh Tuấn, anh ấy viết cho tôi một cái thư mà tôi rất cảm động, mà là anh Nam, trông em không giống người Việt Nam. Vì trông không nhất là trông ông người vui đời, nhưng trái tim em là người Việt Nam. Và anh ấy muốn xây dựng cái sự nghiệp ở Việt Nam. Ông kia thì đang đi tìm một cái đối tác. Và ông ấy thấy rằng, ông kia thì thấy đây là cơ hội, nhưng đối tác này là mới. Yeah. Hồi chưa tao nào biết. Nếu mà ta mà chưa tìm được cái cơ hội này thì ăn tất. Không phải cạnh tranh với ông nào cả. Thế là ông bảo, anh Tuấn là bây giờ vào đấy kiếm cho tao 10 thông tin để tao sang tao xem. Và anh Tuấn thì về thì kiếm 10 thông tin, trong đó thì có FPT. Đấy, thì rất là may mắn, tôi không hiểu sao nó chọn mình. thì tôi có hỏi lại, tôi hỏi cả Vân, ông Tuấn thì ai cũng được, miễn là Việt Nam thôi. Yeah. Ông chỉ đưa Việt Nam thì công ty nào đối với anh Tuấn cũng là thành công. Đấy. Còn Vân thì ông ấy nói rằng tao chọn FPT vì có mày với thằng Bình, tức là tôi với anh Bình. Ông Bình nói rất hùng hồn, nói chung là vô cùng thuyết phục, anh em ngất xỉu. Nhưng mà xung quanh ta thấy mày ngồi cạnh mày không nói gì thì khả năng lớn là mày là thằng làm. Chứ là nếu có một mình tao chắc cũng không dám chọn, nhưng chắc là có thằng này nó làm. Thế còn cái anh mà anh tên là Martin Van Der Broek, anh này là người Hà Lan,
mà anh sang để anh interview cái team của chúng tôi. Thì team của chúng tôi hồi đấy là, đấy anh Đạt đấy cũng là một người mà đã đi, sau này sẽ đi sang Bỉ. Là những cái công nghệ thực ra mà khi anh Tuấn anh bốc phét thế thôi, chúng tôi có biết đâu, chưa biết. Tất nhiên là mình nghe nói, nhưng mà mình chưa biết thật, mình đang đọc sách. Đâm ra khi mà nó anh kia anh interview thì anh cũng biết chắc là chúng tôi không biết, hoặc là rất lơ mơ. Thế nhưng anh vẫn chọn. Thì tôi có hỏi anh là tại sao mày chọn. Thì anh ấy trả lời một câu mà tôi cũng trong sách này tôi cũng quất lại cái câu đấy, là tao có cảm giác là đi trong công ty của mày một cái không khí, tức là một cái tinh thần rất là positive, tức là gọi là positive spirit, tức là một cái tinh thần rất là lạc quan, yeah, mà chúng tao đã từng có. Đấy, cái câu sau mới là quan trọng. Tức là cái tinh thần đấy nó giống một tinh thần của cái tổ chức mà anh này đã từng làm việc cách đây mấy chục năm trước. Tức là chưa biết nhưng rất là hào hứng, rất là mong muốn, rất là quyết tâm để học hỏi những cái công nghệ mới. Đấy mới là cái selling point thật. Thì sau đó thì mình phải làm được thật. Cái dự án ấy mặc dù chúng tôi bắt đầu là gần như là zero về mặt kiến thức, nhưng phải nói rằng là anh em rất là giỏi. Trong những người đi đầu tiên, lần đầu tiên đi sang bên Bỉ, lần đầu tiên tiếp xúc với những cái hệ thống hiện đại như vậy, mà các anh ấy làm nó chạy được. Khi anh ấy gọi điện về, anh bảo nó chương trình nó run anh ạ, nó work. Ôi ôi anh em mừng, không thể đâu ta giết được. Nhưng mà hóa ra là cái tinh thần của mình mới là cái thuyết phục người ta, chứ không phải là cái còn lại. Đúng sau này là người ta dạy mình hết, tất cả những công nghệ đấy người ta dạy mình hết. Thì cái dự án đấy nó ngẫu nhiên. Nhưng mà mình nhìn lại, nếu mà chúng tôi không chuẩn bị, không đi sang Ấn Độ, không đi sang Nhật, cũng không tụ tập anh em lại, cũng không hô khẩu hiệu, cũng không gì cả, thì nghĩa nào không chọn, nó còn không gặp, đúng không? Chính cái mong muốn mà được làm việc đấy, cộng với cái thực sự họ cũng nhìn thấy mình là sáng dạ. Tức là tôi hay dùng chữ sáng dạ, tức là cái này người ta nhìn ra được. Để sau này khách hàng nó nhìn ra được hết. Mình nói nhiều không mất thì giờ nói. Nhìn biết ngay là ông Khánh thông minh. Ông Khánh không biết gì, không sao cả, tôi sẽ dạy ông. Chứ ông Khánh thì còn định diễn giả vờ thì bảo thế này thế nọ, thế này ơi. Thì không thích. Cái sự chân thành ấy, thực sự là mình thực sự cho đến bây giờ tôi nghĩ vẫn là điểm rất mạnh của thanh niên Việt Nam. Tức là chúng ta không giấu giốt. Thì khi mà có cái dự án đấy, đầu tiên thì có thể nói rằng là có trận đánh, có kẻ thù trong nháy nháy, có đối thủ. Đối thủ lúc đấy là công ty Ấn Độ rất là lớn. Thế nhưng mà khi mình đã đặt chân vào rồi, được cái bài đọc này rất là hay. Khi có đối thủ phát thì mình sẽ thấy ngay rằng cái gì mình làm giỏi, cái gì mình không nên làm. Đấy. Khi mình những cái dự án lúc ban đầu mà mình, khi họ cần một công nghệ mới như vậy thì họ, mình sẽ có thể cạnh tranh được, bởi vì mình nhanh hơn, mình quyết tâm hơn, mình máu hơn. Thế nhưng khi mà cái công nghệ đấy nó lại trở thành, nó gọi gì nhỉ, trong tiếng Anh gọi mature, tức là nó trở nên, nó đã trưởng thành rồi và nó trở thành một cái hệ thống established, thì lúc đấy cái thế mạnh đấy mình lại không còn nữa. Thì ông Ấn Độ lúc đấy ông rất mạnh, cái gì mà bài bản lâu dài ổn định thì ông lại lấy mất. Thế nhưng không sao cả, thị trường lớn thì mình ăn cái này, ông ăn cái kia. Thậm chí về sau này mình cứ cũng chẳng thấy xấu hổ, chẳng thua cái này, mình cố tình thua, bởi vì đánh làm gì, để sau này mình có sức, mình hãm tính. Còn lúc đấy mình không đánh trận lớn, đánh trận nhỏ thôi. Thực ra nhiều trận nhỏ thu vũ khí hay hơn nhiều. Cũng là bài của quân đội dân Việt Nam, từ từ đánh trận to, trận to bao giờ nó đến thì đánh, còn lại cái đánh trận nhỏ thu vũ khí, học được rất nhiều thứ. Đấy, thì đối thủ cứ cho nó ăn cái to đi, không sao đâu. Thì mình cũng dần dần mình thấy được rằng là mỗi người có vị thế, nên mình hành xử đối thủ rất là trong sáng, anh mạnh, không cạnh tranh gì cả. Nó gọi là nước sông không phạm nước giếng. Cái này về sau này khi bọn tôi cũng tiếp cận với cái kinh nghiệm này, tiếp cận được vào đi làm Boeing, chính là kinh nghiệm hồi học làm Proximus ấy, làm ở Ấn Độ, thì mình biết rằng ông Ấn Độ ông rất mạnh. Thì chính vì cái ông mạnh đấy nên ông ấy tạm gọi là gì nhỉ, tinh tướng. Ông ấy, vì ông đã đủ mạnh rồi thì ông ấy khách hàng lúc đấy còn bị phụ thuộc vào ông ấy. Thì khi mà chúng tôi tiếp cận Boeing vào năm 2008 ấy, là Boeing là một hãng rất lớn, nổi tiếng, mà vào được thì đã đi khoe ở Mỹ. Mình vào được thì tất nhiên là uy tín mình lên rất cao. Thì ông Boeing lúc đấy
có một cái anh cái trung tâm ở cái hội mấy cái ông mà quản lý cái khách hàng rất khét ở Ấn Độ, nó còn kể với tôi mà bọn này mất dạy làm sao mà mất dạy nào, năm nào nó đòi tăng lương ấy. Tăng hợp đồng tăng lên mỗi năm tăng 17%, bởi vì nó biết là không ai thay được. Đâm ra là các ông ở Boeing các ông cũng rất có nhu cầu đi tìm một cái thằng để đối trọng không Ấn Độ. Thì tất nhiên là mình thì không, nhưng mình tận dụng được cái đó. Thì mình cũng sẽ nói với ông ấy cái việc kia thằng làm được, nhưng mà có những cái việc mới thì bọn ta làm được, thì ông sẽ tạo cơ hội cho mình những cái việc mới để cho mình vào được. Là mình vào được đứng chân ở trong đấy rồi thì mình không đánh được Ấn Độ ở chỗ đấy, nhưng mình sẽ đánh được ở Airbus. Đấy, tức là cái bài toán đánh thế nó rất là quan trọng. Ở những chỗ nào em biết chắc đối thủ mạnh cái gì rồi thì đứng đánh. Em vào đây em lấy cái tên thôi. Airbus mà khi họ nghe nói rằng đã từng làm mua hút bọn này ngon rồi thì nó không phải ngớ ngẩn, thì lúc đấy thì mình có thể bắt đầu được một cái khác hay hơn rất là nhiều. Đâm ra là thực sự là khi được vào trận rồi, khi được gọi như là làm việc với khách hàng, nhìn thấy đối thủ rồi thì mình học nhanh lắm. Là mình nhanh chóng định vị được mình ở cái vị trí nào thì có lợi nhất, là không đâm đầu vào đá. Cái học được khách hàng, nhưng mà cái theo anh em thì cái giai đoạn đó những khách hàng mà dạy mình thì là họ đã dạy mình được những cái bài học nào mà anh cho là đáng giá nhất về mặt thay đổi cái tư duy làm sản phẩm của anh em mình? Nếu mà gọi là bài học đáng giá nhất ý, thì là cái này, một là các tổ chức lớn, đúng không? Tức là mình là một tổ chức lớn, đúng không? Họ là một tổ chức lớn, mình phải có cái gọi là know-how của mình. Ví dụ như là tôi nói với ông Panasonic là một cái ông hãng rất là, đây là những bài học có tính chất triết học. Còn bài học mà gọi là hàng ngày thì nhiều lắm. Và mình cũng dạy họ khá nhiều. Thực ra mình vì mình rất là nhanh, đấy mà họ thì họ vì họ to nên họ chậm. Đâm ra khi cái việc ứng dụng vào công nghệ và khi họ chậm lắm, là mình rất nhiều trường hợp là chúng tôi lại để thuyết phục các bạn ấy. Đấy, đâm ra là họ rất là respect mình, không phải không là cái năng lực đấy vì họ dùng. Nhưng mà nếu mà gọi là về triết lý sự tổ chức ấy, thì tôi nghĩ rằng là Panasonic là một trong những cái hãng mà cá nhân tôi là học được nhiều nhất. Trong đó có hai cái thứ, một là công nghệ, thứ hai là việc bán hàng. Thì cái ông chủ của ông Panasonic, ông có một cái triết lý bán hàng rất là hay. Ông mà bán một cái hàng thì giống hệt như gả con gái về nhà chồng. Triết lý này nó rất Á Đông. Đấy, tức là sao, cái tâm lý của một cái ông gả con gái nhà chồng ấy, là lúc tuy là nó về nhà chồng rồi nhưng lúc nào cũng lo lắng là không biết là nó sống bên nhà chồng như thế nào, rồi mà nếu mà chẳng may bị người ta trả lại thì mình thất vọng lắm. Tức là khi sản phẩm, tức là ông để quân ông ấy, mỗi khi bán sản phẩm ra thì lúc nào phải lo là không biết khách hàng mang về nó chạy nó có hỏng không. Mà hôm sau mà thấy nó mang đến thì mình thất vọng tràn trề, mình nuôi dạy con mình không ra gì để có nhà chồng nó đem trả lại. Đồng ý mình thấy cái này hay. Cái này tôi nói lại, nếu mà mình mang bán sản phẩm cho người ta, nếu mà mình có cái tâm lý đấy thì bao giờ cái service của mình cũng sẽ rất tốt, thái độ của mình sẽ luôn luôn đúng. Cái thứ hai, đây tôi chỉ kể bài học mà gọi là ở mức leader, lãnh đạo, là học về sáng tạo. Thì đây là của Toyota. Thì ông này, ông rất ngạc nhiên. Ông ấy bảo là Nam ấy, ta thấy là có một điều người ta không hiểu, tức là theo những cách đo của bọn tao ấy, thì dân này, dân Việt Nam này lười, không sáng tạo. Đấy. Thậm chí là mình cũng được công nhận luôn, dân Việt Nam không sáng tạo, vì chúng tôi cũng có một hệ thống đo và chúng tôi phát hiện rằng là bật trước mà nó bảo thế nào thì mình làm thế đấy. Tức là mình cũng thấy rằng là dân Việt Nam nói chung chẳng có sáng kiến gì cả. Nói chung trung bình trên FPT thì một năm mới có một sáng kiến. Trong cái đó tiêu chuẩn của Toyota nhá, là một ngày thì có mấy sáng kiến, nhưng mà là một năm. Tức là đơn vị nó quá lệch đi. Tôi không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng cái câu hỏi của ông ấy là tao đi ra ngoài xã hội tao quan sát thì có vẻ không đúng. Bởi vì một xã hội rất là năng động,
Nếu mà theo tin vào những số đo như vậy thì chúng mày phải trông ra ngoài trông nó ù lì lắm. Tại lắm dạ. Ở đây trông khánh khiếp, mặt mày hớn ở lúc nào thì Lâm Lâm làm cái gì đấy chắc về sáng tạo cái gì chứ. Mà đúng thế thật. Thế mình bảo cái này tao không biết, thế ông đi vào mà ông bảo thế thì cái vấn đề ông hỏi là thế chúng mày khuyến khích sáng tạo như thế nào? Mà đo bằng cái gì? Thế mà đấy chúng tôi tổ chức kiểu như nộp đơn lên, ai có sáng kiến nó mới xong thưởng rất là to. Ví dụ thế. Thế hôm nay ông Lân ông cười cũng bảo sai. Thế tao hiểu rồi. Là sao sao chúng mày bắt chước bọn Mỹ. Cách đo đấy là của Silicon Valley. Người châu Á nói chung trong đó có người Nhật bọn tao. Không sáng tạo vì được thưởng. Vì được thưởng. Không phải vì được thưởng mà sáng tạo. À. Mà thường là bị phạt thì mới sáng tạo. Ok, cái này thì phải, có vẻ đúng. Tức là phải đá đít thì ông mới bắt đầu sáng tạo. Thì đúng là này. Thay vì thằng nào treo giải thưởng cho thằng nào sáng tạo thì thằng nào không sáng tạo mày đuổi. Thì mình bảo mày thế thì đuổi hết. Còn thằng nào có ai đâu làm. Còn thằng nào mà làm thì cậu bảo vấn đề của mày là mày định nghĩa cái sáng tạo sai. Tức là mày định nghĩa nó cao quá. Cái sáng tạo nó không cần phải như thế. Nó phải đo ở mức độ, nó gọi là micro. Tức là ông ví dụ thế này thôi. Và là chúng ta không chạy theo những cái sáng tạo đột phá thay đổi thế giới. Cái đấy là hệ quả. Khi có thật nhiều cái nhỏ này thì nó sẽ có cái đấy. Mình không đoán được lúc nào xảy ra cả. Nhưng phải có cái nhỏ này tích tụ. Mình sẽ khuyến khích những cái nhỏ. Mà khuyến khích bằng cách là mày không sáng tạo ta đuổi nhất. Không phải khuyến khích là khen. Mỗi ngày ông nộp cho tôi một cái sáng tạo gì đấy, gì cũng được. Thế là ông luôn luôn phải nghĩ xem là có cái gì làm tốt hơn. Đấy. Thế thì còn tất nhiên em chẳng hạn như lấy vợ chẳng hạn, hàng mỗi ngày nào vợ nó hỏi thì sáng tạo lắm. Thế cái đấy đâm ra vì sao mà ở ngoài đường anh em rất sáng tạo, mà công ty to không sáng tạo nữa vì sếp cứ suốt ngày khen thôi. Hai cái bài học đấy, một cái liên quan đến sáng tạo, và mà tôi nghĩ rằng là nếu cuộc đời mình mà không đi ra ngoài, mà không trực tiếp làm việc với người ta thì chẳng bao giờ mày học được cả. Chẳng bao giờ mày học được. Thế còn nếu mà hỏi anh em thì nhiều lắm. Hỏi anh em thì không biết bao nhiêu mà kể. Cái hay của cái quá trình toàn cầu hóa này là dân trí nó tăng lên rất nhiều. Và cái này khi Ấn Độ họ nói với mình ý, lúc bây giờ thì chúng tôi hiểu rất hiểu rồi, nhưng khi họ nói rằng làm mày khi mày đi làm những cái này thì $1 tiền mặt mày thu được thì ít nhất mày thu được $5 tri thức vào đầu nhân viên mày, những cái tiền học vào đầu nhân viên mày đấy. Thì đâm ra là trong sáng này thì có rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Rất nhiều trường hợp là không có sách vở trường lớp nào dạy được cả, chỉ có cách đi ra chấp nhận bước vào thì tự nhiên là ông thì cái phần đầu của cuốn sách ấy thì nó nói về cái việc đấy, những cái việc mà chúng tôi, những cái tiên đề thực ra bây giờ nhìn lại rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà mình không thử, mình chưa làm, người ta không tin gì có chuyện, không biết gì mà người ta lại giao việc, không biết gì nó vẫn giao, không biết tiếng không sao cả, sao Nhật tôi có biết tiếng Nhật đâu, thế sao không biết tiếng Nhật họ vẫn giao, đúng không? Sao ạ? Bởi vì mình tìm được lời giải. Bởi vì cái đấy không phải là cái quan trọng nhất. Người ta quan trọng là ông phải, từ khi mà người ta giao việc ấy thì quan trọng nhất là em phải hiểu đúng. Đúng không? Rất nhiều ông nói rất hay, nhưng nó ngày thì người Việt như thế thôi. Em có bao giờ gặp phải trường hợp là em nói một ông kia nhưng mà không biết tiếng sao hiểu đúng được? Không, từ từ. Cái hiểu đúng quan trọng hơn, đúng không? Nhưng okay. Mà biết tiếng chưa chắc đã hiểu đúng, có đúng không? Đúng, chưa chắc. Biết tiếng chưa chắc. Chưa chắc. Mà thực tế chúng ta gặp cái này trong cuộc sống, để đi thuê ngoài biết ngay, trong Sài Gòn này còn đỡ chứ ngoài Hà Nội bảo làm cái ghế như thế này thế nào cũng ra cái khác đấy, cùng một thứ tiếng nói hết thì vừa mới nhậu với nhau xong, đâm ra cái hiểu đúng quan trọng hơn rất nhiều là thành thạo về ngôn ngữ rồi. Cái này nó rất đơn giản thôi, khi cái mà chúng tôi bảo rút kinh nghiệm là vì sự chúng tôi cho rằng là ngôn ngữ không quan trọng, bởi vì khi làm tiếng Anh mình bảo là mình biết tiếng Anh nhưng mà nó nói mình có hiểu đâu, mà mình nói nó cũng không hiểu. Trong này mình trích dẫn đây, anh Hoàng Việt Anh bây giờ là chủ tịch FT Telecom, anh còn ghi lại năm 2001 đây này. Sau khi trình bày xong thì tôi mới phát hiện ra rằng là không những bài nói tôi không hiểu mà tôi nói bài cũng không hiểu, mà anh đấy là giỏi tiếng Anh nhất của chúng tôi. Thì như vậy cái vấn đề hiểu mới là quan trọng.
Thế chính khi làm Nhật thì mình mới hiểu cái điều đó. Thì như vậy cần một người hiểu, chứ không phải cần tất cả. Một, chỉ cần một người hiểu thôi. Và những người đấy là quan trọng nhất, thì phải chọn rất cẩn thận. Ok. Thì cái position đấy thì tạo ra một cái job mới, đấy không phải là người phiên dịch. Là anh đạt đây, anh có cái công đặt tên cho cái job đấy, gọi là comptor, tức là comptor, comtor. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là người communicator, tức là cái người truyền đạt, chứ không phải là nó như người messenger ấy. Rất hay, một cái người truyền messenger đấy, trong tôn giáo nó có cái ông gọi là evangelist, truyền người truyền đạt tại nơi của truyền đúng. Tức là ông như vậy, người truyền đạt đấy, một ông phải hiểu đúng kia. Chứ không phải dịch tức là thì ông dịch là còn hiểu hay không tùy mày. Thì cái người này rất là khác. Và nó hình thành một cái, có rất nhiều người họ làm việc đấy rất tốt. Nó không, tất nhiên là họ phải biết ngôn ngữ rồi. Nhưng mà chỉ cần người họ đấy thôi, tất cả những còn lại về sau ấy, ngay cả các khách hàng Nhật họ cũng thừa nhận mô hình này hiệu quả hơn là giả sử tất cả chúng mày đều biết. Bởi vì chúng mày 10 thằng biết tiếng Nhật đấy thì 10 thằng hiểu khác nhau. Nên chúng mày có một đứa thôi thì chắc chắn nếu mà tao thấy hiểu sai, tao chỉ cần sửa chỗ này là được. Okay. Còn trước kia tao mà sửa được lâu lắm. Cái người comptor đó được sẽ là cái người mình xây dựng như thế nào? Tức là thì thực sự cái này, cái câu chuyện trong này cũng mình cũng kể chuyện comptor ấy là lúc ban đầu thì mình không dám nói ra. Em mời đúng bước rồi. Dạ đẩy xa chút xíu. Dạ lại. Mình không dám nói ra, vì nói ra thì họ sẽ không nỡ đồng. Đấy, thì trong này tôi có nghe chuyện là anh tên là anh Lâm, mà tên là chị Loan. Thì là khi khách hàng nó yêu cầu là cử một kỹ sư sang bên họ ấy, sang Nhật. Khách hàng là Sanyo, để nghe yêu cầu của họ ấy. Thì mình đề nghị là cử hai. mình cử hai người. Thì là một ông kỹ sư thật, của một cô là comptor. Thế nhưng mình đều khai là kỹ sư hết. Okay. Thế nhưng mà để phân công công việc ấy là lúc đi họp thì ông kỹ sư thật ngồi im, không được nói gì cả. Và cô kia nghe là chính. Đấy. Xong tối về thì cô mới communicate lại cho cái đấy. Nói thế này. Thế là ông kia bảo thế, mai thì mình sẽ nói thế này. Đấy, thì nó đâu phải là viên dịch. Nó không thật. Thế là hôm sau lại họp. Thế là rất là nuột cho đến một tháng. Đến cuối cùng là bị lộ. Lộ là đi nhậu thì bị lộ. Thế mà cứ ngồi im ở nhà thì không bao giờ lộ cả, những đi nhậu thì lộ. Nhưng mà họ thấy rằng mô hình này hiệu quả. Đấy. Chính khách hàng đề nghị là như vậy, là ta trả lương cho mày 2 tháng, không phải 1 tháng. Tại sao mày nói có 1 tháng? Thì đây là quá trình làm việc chung, chứ nó không đơn giản là hai ông phải làm việc rất chặt chẽ nhỉ. Và nếu mà cái người mà có cái mindset ấy, tức là có cái suy nghĩ đúng ấy, thì dần dần nó rất tạo nhau. Nó ở trong ép xong hình thành những cái cặp giữa quản trị dự án với nó rồi. Chuyện nói nửa câu đã hiểu rồi. Và khi mà cái người đấy làm thì thực sự bây giờ nó cũng là một cái vai trò. Và sau này rất nhiều cái công ty đã học FPT software để sang Nhật. Bởi vì trước đó nhá, các công ty làm ở Nhật đều là những công ty để cho những người giỏi tiếng Nhật làm cả. Nhưng Fshop là ông đầu tiên mở văn phòng ở Nhật, đánh được rất nhiều khách hàng ở đấy, mà bọn nó biết chắc là trong ban lãnh đạo không thể nào biết tiếng Nhật. Chỉ cần một comptor thôi. Nếu em không khái niệm, không có cái năng lực hiểu người ta nói cái gì, thì càng biết nhiều tiếng mải uốn lưỡi mới lại phát âm nhiều quá thì tự nhiên nữa quên bén mất cái ý nghĩa thật. Để ra thế giới thì đúng là cái vai trò cái người comptor của người công ty rất là quan trọng. Một cái người hiểu chứ không phải là chỉ là ngôn ngữ. Hiểu mà lại phải được gọi là làm cái cầu nối giữa hai bên. Và đặc biệt thì có những yếu tố nó tâm lý rất là nhiều, đặc biệt khi khách hàng họ không hài lòng, hoặc là khi quân mình không hài lòng. Tức là mình hay nhiều cái cảm xúc, khách hàng không hài lòng mắng mỏ chửi bới quát tháo, thế tự nhiên nó căng thẳng. Chính ông cầm to cái thì thực ra là nó nhẹ em đi rất nhiều, bởi vì cái ông mà có lỗi thật thì không phải nghe. Em hiểu. Tức là nghe dịch lại thì nó cũng đã gọi đã nhẹ đi rất đây nhiều rồi. Đâm ra là tự em thấy điều này hay đấy. Mình tránh được những cái hành động là bột phát. Đập bàn đập ghế bỏ đi chẳng hạn là không có. Đúng không? Thật là nhiều chứ. Thì tất nhiên mình không cổ suý cho cái việc đó, nhưng mà thực tế đấy là một lời giải tốt. Thực tế nó đúng không? Thực tế mới kiếm được rất nhiều tiền. Thì nghĩa là đúng. Cái bài học về việc tăng trưởng lực lượng của anh
của F-Shop như thế nào? Thì người ta bảo rằng là Nguyễn Huệ thì rất giỏi dùng người tài, còn Nguyễn Ánh thì rất giỏi dùng người thường. Đấy, và ông, nếu mà để lâu dài thì thằng giỏi người thường sẽ thắng. Anh Nam lúc nãy có nói là để phát triển cái phần mềm này ở cái hướng đi gia công thì cần cái lực lượng, cái đội ngũ, số lượng. Tức là trong này thì các ông chủ tịch Infosys cũng nói là software business is an HR business, people business, là một cái cần lực lượng đông. Mà thực tế là để một cái công ty làm software như hiện nay, rất nhiều công ty làm mà muốn tăng số lượng lên, muốn grow lên, muốn tăng trưởng về mặt số lượng không phải dễ. Cái bài học về việc tăng trưởng lực lượng của anh, của F-Soft như thế nào? Cái này thì nó số lượng thực ra nó có hai việc. Tức là chúng ta hay lẫn giữa ngành công nghiệp và công nghệ. Chúng ta nói chung chung thì cách mạng công nghệ 4.0 hay là công nghiệp 4.0. Không hiểu không? Thì chữ công nghiệp nó khác. Công nghệ nó nói là một phương pháp làm. Ngành công nghiệp thì bao giờ cũng nói đến số lượng hết. Khi người ta nói đến ngành công nghiệp, người ta nói đến quy mô của nó. Tức là có bao nhiêu người tham gia ngành công nghiệp này, tổng sản phẩm của nó là bao nhiêu. Đấy, không thể, chúng ta không nên nói ngành công nghiệp chip được nếu mà chúng ta chỉ có 100 thằng làm. Đơn vị nó phải có 1 triệu người. Tức là nếu mà chúng ta nói là ngành công nghiệp phần mềm thì chúng ta phải có số lượng. Thì cái đấy là cái xuất phát đầu tiên mà bọn anh nhận thức được những Ấn Độ mà nó dạy cho mình như vậy. Thì chúng ta nói industry, tức là phải nói về quantity. Nó phải đếm. Tức là số lượng trước và chất lượng sau hay là như thế? Chất lượng là năng suất lao động, đúng không? Còn cái số người đấy nhân năng suất lao động thì sẽ ra quy mô của ngành công nghiệp đấy. Đấy, tôi nói là ngành công nghiệp da dày của chúng ta có quy mô là 10 tỷ đô và có 3 triệu lao động. Ví dụ thế. Anh không nhớ chính xác. Nhưng ngành công nghiệp, ví dụ du lịch, chúng ta có 3 triệu lao động mà generate được 25 tỷ đô. Thì chứng tỏ du lịch công suất năng suất lao động cao hơn, đúng không? Nhưng mà có phải ai cũng làm được đâu, 25 tỷ đô nó hết rồi. Thì họ còn lại phải đi làm da dày chứ. Thì xuất phát từ như vậy thì chúng ta sẽ về macro đã, thì chúng ta phải làm đúng đã. Cái này là cái nhận thức ở phía trên, và cái này cũng rất là may khi mà bọn anh đi làm việc với nhà nước những vụ nhiều thì mình đấy, thành nói ngay là MT ngay từ đầu đã thích làm số đông rồi. Đâm ra là mà không phải một mình mà đâm ra nghĩ cái gì cũng nghĩ đến chuyện việc này là ai làm cũng được. Có hai cái đấy là cái chữ là công nghiệp. Cái chữ thứ hai mà anh cho rằng là rất là ấn tượng với anh ấy là hồi xưa chúng ta có rất có hai cái tranh luận giữa Nguyễn Huệ với lại Nguyễn Ánh thì ai giỏi hơn. Bây giờ vẫn đang cãi nhau. Thì có một cái nhận định tất nhiên đúng hay sai không biết, nhưng mà là mình rất ấn tượng vì mình đang suy nghĩ theo hướng đấy mà. Thì người ta bảo rằng là Nguyễn Huệ thì rất giỏi dùng người tài, còn Nguyễn Ánh thì rất giỏi dùng người thường. Đấy, và ông, nếu mà để lâu dài thì thằng giỏi người thường sẽ thắng về dài hạn. Nếu mà để lâu dài, bởi vì nó đông hơn, người thường nó nhiều hơn người tài. Một ai mua chết sạch đường nó vẫn giống. Thì cái đấy nó làm cho mình không biết là nó đọc ở đâu đấy, nhưng mà nó in vào đầu mình. Và có một cái người bạn thân của anh học cùng lớp chuyên toán, anh này cũng làm công ty phần mềm, nhưng anh ấy có một cái thử nghiệm rất là hay. Anh ấy nhập kinh tế, anh sang bên Bulgaria anh học làm kinh tế chứ anh không phải là học về công nghệ. Nhưng về nước anh lập công ty phần mềm, anh ấy thử nghiệm rằng một công ty phần mềm ai cũng có thể làm được. Trước F-Shop rất là nhiều. Và anh làm rất đơn giản, anh về quê anh ở Bắc Ninh ấy. Là tất cả con cái họ hàng ở quê mà thi trượt đại học thì tôi nhận. Đấy, cho Sài Gòn. Mà anh làm công ty phần mềm thật. Bây giờ công ty vẫn tồn tại. Thế làm được thật. Và hồi đấy tôi ngạc nhiên lắm, hồi bảo sao cái bảo công ty tao ấy mà đứa nào mà lương trên 2 triệu là tao cho nghỉ việc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu nó giỏi thì nó không cần tao nữa. Ok. Thì nếu nào mà nó thấy rằng lương nó phải trên 2 triệu một tháng thì mày đi chỗ khác. Quan điểm rất rõ ràng. Quan điểm rất rõ ràng. Mà khi cái mà là ấn tượng anh nhất là khi về quê ấy, anh ấy như thành hoàng ấy, ở quê ấy. Vì thực sự đang tạo quan việc làm cho những người về cơ bản, nếu mà không phải có anh ấy thì sẽ nghiện hút rồi hư hỏng tỷ thứ. Sau đó thì khi ông thành công ở Sài Gòn rồi thì ông làm một cái nữa là 1996 trước bọn anh rất là nhiều, là
chuyển sang Singapore. Sau khi ông đi Singapore về, ông nói rằng Nam ạ, tao tính rồi, chi phí Singapore chỉ gấp rưỡi Sài Gòn. Tức là nếu mà chi phí thực tế nó chỉ gấp rưỡi Sài Gòn, chứ không phải là cao như mình nghĩ. Và thứ hai nữa là cái giá trị mà bọn học được rất là lớn. Thế là chuyển toàn bộ cái hội đấy sang Singapore. Ôi xôi, mình đang xem văn phòng Singapore cũng đi phần mềm, nằm một cái phòng như này dần dần nhau. Có bảo cái này không sao cả, nhưng mà chúng nó đi ra ngoài đường ấy, chúng nó học được cái văn minh ở ngoài đường chứ không phải trong nhà. Nhà mình thì có thể văn minh ở trong nhà, ra ngoài đường không văn minh thì học được cái gì đâu. Tấm ra ở đây chấp nhận trong nhà bẩn thỉu chen chúc một tí, nhưng ra ngoài đường. Thế thì khi mà tôi làm F-Shop thì anh ấy cũng nhắc lại một câu là nếu mày không dùng được nông dân thì không thể thành công được. Với nó định làm quy mô thì phải chắc chắn là phải nghĩ đến chuyện này. Thì cái này rất là quan trọng, bởi vì sao mình nhắc lại, bởi vì nó phải có những cơ sở để ông tin vào cái điều đấy, chứ không phải là mình tự nhiên mình nghĩ ra. Hiểu không? Chứ mình nói thế, anh nói thế, vì sao mình đã, và mình một mặt về mặt lý thuyết thì mình thấy rằng có vẻ như đúng, bởi vì như vậy nếu đông thì nó sẽ đông, chứ còn giỏi nó ít. Thứ hai nữa là mình có những người đã làm được thật, nó có thể quy mô nhỏ thôi. Còn sang Ấn Độ họ đã làm được điều đấy ở trên quy mô rất lớn rồi, thì nó làm cho mình tin rằng cái việc này là có thể làm được. Đấy. Thế nhưng mà thuyết phục ở mức trên là rất khó, đâm ra mình cũng phải chứng minh là mình làm được đã, công ty mình làm được đã, thì ở bên trên họ mới tin chứ. Những người làm chính sách họ mới tin rằng thực ra là ngành chúng ta có thể có hàng triệu người được. Còn trước đó thì như anh nói đấy, thì công nghệ học lập trình thì chắc là phải chuyên toán, mà chuyên toán thì rồi hiếm lắm. Ok. Thế thì như vậy là người thường ấy. Người thường làm được, không vấn đề gì cả, nhưng mà chứng minh đi. Vậy là cái ông nào mà không có tăng trưởng công ty được là có khi là không biết sử dụng người thường. Chính xác. Đó. Chúng ta sẽ có cái xu hướng như vậy rất dễ hiểu. Tổng tiêu giỏi thôi. Nếu mà cái nền tảng không tốt ấy, chúng ta có xu hướng, bởi vì khách hàng luôn luôn đòi hỏi là phải có người giỏi. Cái này thì 100%. Đúng không? Mình là khách, mình cũng thế mà. Mình muốn cho thằng ngon nhất ra đây. Đúng rồi. Thế là mình lại tưởng thật. Mình lại tưởng thật. Thế là mình cho thằng ngon nhất ra. Nếu mình cho thằng ngon ra thì thằng này mãi mãi nó rốt. Thế là không lớn được thì mình sẽ thấy ngay, à như vậy thằng ngon nhất thì ra được tiền, thằng rốt chẳng ra được cái đồng nào. Thế mình lại đuổi đi. Thế là cuối cùng là toàn thằng ngon nhất. Thằng ngon nhất xong thì nó lại nghỉ mất. Thằng ngon nhất thì nó đi đâu chẳng được. Cuối cùng là ôi rồi anh gặp biết bao nhiêu khách đến hỏi tư vấn vài người, sao bây giờ tại sao kiếm được tiền bây giờ, nó cứ ngon phát nó đi mất. Thì đúng rồi, nó ngon nó đi đúng chứ có gì nữa đâu. Thì nên tao này có một câu chuyện rất này, cũng là cái gọi là khai hàng dạy mình cái value của những người không biết gì là người thường. Value của người thường là gì, đúng không? Nó phải giá trị thật chứ. Thì mình mới giữ. Chứ còn nếu mà chỉ có niềm tin không thì không đủ quy nhật tiền được thật. Thì họ mới giữ. Thì đấy là cái hợp đồng mà anh lại quay lại cái câu chuyện cái ông khách hàng ở Bỉ. Đấy. Thì sau đó thì công ty của ông ấy bị một công ty Anh nó mua mất. Thì cái ông giám đốc người Anh ông sang ông ấy bảo xóa bài làm lại. Xóa bài làm lại, ông bảo về ký lại hợp đồng. Thì bây giờ Nam tao vừa xem xét lại toàn bộ hợp đồng rồi, chúng mày vi phạm hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rõ là nhân viên phải có 3 đến 5 năm kinh nghiệm, đúng không? Mà tao hỏi chúng mày rồi, toàn vừa mới ra trường. Toàn người thường. Mẹ tao đã bảo rằng là phải có nhân sâm, mày toàn người thường thôi. Nàng con nhà mình được cái thật thà lắm, nó hỏi phát thì khai ngay. Không được thì nó cãi ra. Đây. Vì thế nên dẫn đến chất lượng sản phẩm không ra gì. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẹ cái nào cũng đúng. Đấy. Nhưng mà như vậy là úi dồi ôi, em phải biết rằng lúc đấy bọn anh sợ thế nào. Bởi vì có mỗi khách hàng đấy thôi. Mình ứng phó trường hợp như nào? Mà bây giờ là nó đến nó bảo như thế. Yeah. Nó bảo rằng là mà mình lừa đảo nó mà đúng thật. Ê, có khán giả cười. Mình đừng qua đi lấy đâu ra người giỏi. Anh ứng phó như nào trong trường hợp đó? Thì ứng phó thế nào thì rơi mi anh bảo là thôi bây giờ thì cũng ngồi im rồi làm nào được thì nghe thôi. Để xem nó nói gì, để xem đã bảo kẻ thù để xem nó nói gì tiếp để nó mới nêu vấn đề. Thì mình nhất trí là đúng vấn đề như thế, không cãi được, không có bằng chứng cãi cả, thế mình để xem nó nói gì tiếp.
Thế sau khi ông ấy mắng mỏ và quát tháo phủ đầu rồi thì mới gọi là thương, mà thôi được rồi. Như vậy là ta thấy chúng mày có thái độ tốt, lắng nghe thì ta sẽ tìm một cái thỏa hiệp. Yeah. Đáng là ta đuổi hết tiền lại, đúng hợp đồng người ta, đúng không? 100 thằng thì giữ lại 5 thằng thôi, 95 thằng đuổi không đúng quy định, nhưng thôi ta thương rồi, 5 thằng mà đúng quy định thì ta tăng lương, ok, gấp đôi cho thoải mái đi. Đấy, bọn tao có lỗi trước là trả lương mày hơi thấp thôi, nhưng mà 195 thằng này lại đáng nhẽ phải đuổi thì bây giờ tao cho ở lại, nhưng mà lương thấp thôi. Đấy, thế anh em thở vào nhẹ nhõm, mà may quá tưởng nó đuổi hết như vậy, ít ra là nó không đuổi, nó còn cho lại làm gì. Nhưng mà thế mình bảo từ từ đã về ngồi nghĩ đã, rồi nhất trí nhưng mà chưa đồng ý vội, về ngồi anh em bàn với nhau. Yeah. Thì chúng tôi mới nhận ra rằng nếu mà mình không làm được việc thật thì nó đã đuổi rồi. Còn nó không đuổi chứng tỏ là mình làm được việc thật. Okay. Như vậy chiêu này của ông ấy là chiêu hạ giá. Ông lấy 5 thằng ông nhân lên gấp đôi. Yeah, okay. Mà 95 thằng ông ấy giảm một nửa thì cộng lại chia trung bình là mình giảm mẹ 40%. Tức là thực ra là ông định hạ giá chứ không phải là ông định đuổi. Nếu đuổi thì ông đuổi ngay, như gì mất thời giờ như thế. Đấy, đấy học toán nó có cái lợi chứ. Logic. Là bảo như vậy là như vậy là anh em mình làm được việc. Ok. Đấy, mà toàn người thường không? Người thường làm được. Như vậy nhưng bây giờ mình, nhưng cái này cũng là một cái về sau đầu tiên nhận thức như vậy, nhưng sau đó thì chúng tôi nghĩ rằng là như vậy, nếu mà như thế thì mình phải đòi tăng giá cho mà ngược lại. Vì khi mà cái tình, khi mình hiểu điều đó như vậy là lợi thế là sang bên mình rồi, tức đầu tiên là cái thế của bên đội bạn, nhưng mà khi một bạn đã chấp nhận thỏa hiệp như vậy lợi thế bên mình, nếu mình nghỉ phát nó chết. Thì chúng tôi mình thiết kế ra hẳn, trong này tôi viết không kỹ lắm nhưng cũng khá kỹ là thiết kế hẳn một cái cách đàm phán thế nào dựa trên nguyên tắc rằng như vậy là người thường làm được việc và họ đã chấp nhận rồi. Đấy, còn đây chẳng qua chỉ là một cái gọi là trick về mặt thương mại thôi. Mà chúng thật sau phi vụ đấy bọn tôi tăng giá lên được 25%. Và hay nhất ý, mà thực ra mình cái này của mình cũng học được của khách hàng này. Mặc dù trong lúc đàm phán thì ông đập bàn, đập ghế, chửi nhau, rồi ông chửi mình không ra cái gì cả, bọn mày là bọn lừa đảo, đủ các loại cả. Nhưng mà khi xong việc thì ông bắt tay và mời uống rượu. Thì ông bảo rằng là đối với người Anh có một câu rất hay là done deal là good deal. Cái gì mà đã xong được là việc tốt. Ok, done deal is good deal. Cái năng lực của họ có thể quên tất cả những cái chuyện. Nhưng mình là thù lâu lắm. Họ quên ngay. Mặc dù trong lúc đàm phán thì cực kỳ căng thẳng. Sau đó thì tôi cũng rất thân, có việc gì cũng đều hỏi cả. Thì cái bài đấy học trong đấy nó hai việc, một như vậy là người thường làm được tốt, không có vấn đề gì cả. Tất nhiên là lúc hợp đồng thì mình cứ bảo nó là 3 năm, nhưng sau đó thì khi đã vào cuộc rồi thì không nó khác. Thì đấy quay lại câu chuyện là số lượng nó phải dựa trên người. Tất nhiên mình phải có training cái này, thì cái nếu mà mình không đào tạo tí nào thì tất nhiên là nó lộn nhộn một chút. Cái hệ thống đào tạo nội bộ đấy rất là quan trọng để mà nó có thể biến những cái người thường từ những cái nguyên liệu thô đấy thành thực sự là gọi là có thể sử dụng được. Cái này là hệ thống giáo dục, cái này nó liên quan đến việc từ cái việc này FPT tạo được cả một cái hệ thống giáo dục. Chứ bên Ấn Độ thì cái hệ thống đấy có sẵn. Cái ecosystem để tạo ra người thường mà dùng dễ, rất dễ dùng ấy. Ấn Độ có sẵn. Nó sẵn. Đấy, còn nhà mình, người thường nhà mình nó lộn nhộn. Yeah. Anh em nó đùa, từ nhà mình thì nó như đá ấy. Còn bên Ấn Độ nó như gạch, xếp nó dễ lắm. Còn đá thì nó không phải mà, biết không phải chọn, không phải rất là mệt. Yeah. Nhưng mà như thế thì mình lại tạo ra, tại sao mình không làm cái gọi là nhà máy? Thì mình mở trường. Thì người, cái chuẩn mực nó quan trọng hơn rất nhiều là cái tài. Tài thực ra nó phải phụ thuộc vào công việc. Đó, nhưng, phải, yeah. Nhưng còn để mà collaborate với nhau ấy thì cái chuẩn mực làm việc nó quan trọng hơn rất là nhiều. Thì chúng ta ở trong trường không dạy những thứ đấy, chúng ta dạy rất là cá nhân. Đấy là mạnh là mà cá nhân cũng chẳng dạy đại khái. Thực ra trong trường toàn dạy kiến thức thôi. Yeah. Chúng ta không dạy behavior, tức là cái hành vi. Cái hành vi đấy thì cái đấy nó khi FPT mà mở trường thì FPT chú trọng cái việc đấy hơn rất là nhiều. Đấy.
Đặc biệt bây giờ internet thì kiến thức ở trên mạng thì chính thì thầy cần gì nhiều đâu. Thầy ghép họ đi vào hành vi hành xử cho nó chuẩn mực. Thì tự nhiên lúc làm việc với nhau nó dễ. Mà làm một mình cũng dễ, mà làm với team cũng dễ. Thì lúc đấy thì cái sức mạnh của người thường nó được nhân lên rất là nhiều. Chứ còn để nó tách ra thì nó... Thì đấy là cái nó dẫn đến cái việc là như vậy. Cái point thứ hai cực kỳ quan trọng để dùng được là phải có chuẩn mực. Bạn anh gọi là process, quy trình. Và mình tin chắc rằng Ấn Độ nó có. Mình không có, bởi vì mình là vô kỷ luật. Bản chất mình là làm nhỏ, lộn xộn. Cái đấy thì mình biết là tuy bụng ta ra bụng người. Đặc biệt là những lãnh đạo của FPT thì vô cùng vô kỷ luật. Thì có một lần sau đó thì có một cái vụ như thế này mà nó làm cho anh rất là thay đổi là Ấn Độ tự nhiên nó lại có một khoản ODA 5 triệu cho chính phủ Việt Nam, nhưng với điều kiện là phải mua sản phẩm của Ấn Độ. Thì tất nhiên chẳng thằng nào biết là mua cái gì của Ấn Độ cả. Thì ông Bình nhà anh, ông bảo là tôi để xin cái này, cho vay cái này để đi mua process, mua quy trình. Tất nhiên là cũng bốc phét thôi, nhưng mà tự nhiên là mình trở thành khách hàng. Tức là mình bây giờ là nhờ vị thế khách hàng, vị thế là có 5 triệu đô để đi mua quy trình. Thế là ui, bọn nó săn đón lắm. Thế là khách hàng quá, săn đón tôi. Ê, anh Đạt đi sang trung tâm đào tạo của Tata để chăn khách, à để khách hàng để xem, nó đi giới thiệu. Thực ra mình với ông Đạt thì biết thừa là không có tiền rồi. Đi sang đấy thực ra là đi ăn trộm thôi. Nhưng mà trong thùng rác thì không phải rồi. Bây giờ tôi xem này, trung tâm đào tạo thì chắc chắn nó phải dạy chứ. Quy trình. Đấy, thì anh Đạt thì anh thì nhiệm vụ chính của anh là chụp ảnh. Còn nhiệm vụ của tôi là đi nói linh cha linh tinh đại khái như thế, xong để anh Đạt anh thừa cơ anh chụp ảnh. Nhưng mà chụp mãi toàn thứ linh tinh, không thấy cái quy trình ở đâu cả. Thì chúng tôi bảo rằng là hay đi vào trong thư viện, bởi vì thư viện chắc chắn phải có, vì nó đi dạy bọn khác. Thế là vào hỏi y rằng là thủ thư bảo có đây sách quy trình đây. Thế ông Đạt này mới bảo rằng thôi được rồi, để anh lại canh cửa để ông chụp ảnh. Chụp xong thì nó bị bắt. Hóa ra nó theo dõi hai ông này rồi. Nó bảo mẹ chúng mày sang đây mấy ngày hôm nay toàn đi chụp ảnh ấy, chẳng thấy hỏi han cái gì cả. Đưa đây xem nào. Thế là ông Đạt lộ ra rồi. Tình báo gọi như công nghiệp. Tình báo quy trình. Tình báo quy trình bị bắt thẳng thẳng. Thế là thế bây giờ tùy mày, thế mày muốn xử thế nào. Chúng ta cũng chịu. Thôi bây giờ mình vào những thả tao về, tao còn báo cáo sếp. Được rồi, mày phải báo cáo với sếp là quy trình bọn tao rất ngon. Được không? Nhưng mà được, mày viết đi. Mày khen quy trình mày, tao chỉ gửi thôi. Thế là ông ngồi ông viết cái thư kính gửi ông Trương Gia Bình đại khái. Quy trình của chúng tôi tuyệt vời đấy. Mình ký tên là Thành Nam. Thế là mình gửi đi. Thế là nó thả về. Tất nhiên là thu. Nó thả ra. Mình học được gì không anh? Tất nhiên là không học được gì. Con thu mất rồi con đâu. Thế nhưng mà đây cái này đoạn sau mới hay. Tức là vì mình đã nhận thức cái này là quan trọng, tức là không thể về không được. Thì anh Minh Đạt mới nghĩ này, bây giờ ấy, không có sách giáo khoa mình không lấy được rồi, đúng không? Bây giờ mình, nhưng mà đã dạy về quy trình phải có thằng thầy chứ, đúng không? Thế thì ta không lấy được sách thì ta đi bắt được thầy. Như vậy chúng ta phải tìm xem là chúng ta hỏi những thầy của nó. Cái này học toán rất là quan trọng. Suy luận logic là phải có thầy. Thì thầy nó ở đâu? Ở đâu ạ? Thế thì bây giờ thực ra trong lúc trình bày nó đã nói rất rõ rồi, là thầy thì nó mời từ các thành phố khác đến. Chứ nó, các trung tâm đào tạo của nó không phải là có thầy gọi là chuyên trách, mà nó mời thầy từ các thành phố khác. Tức là chính đích thân, tức là gọi là dạy về binh pháp thì đích thân ông tướng đánh trận đi dạy. Thế là mời cái thành phố khác đến. Vì nó mời thành phố khác đến nên mình nghĩ rằng nó phải ở khách sạn. Và xung quanh này có mỗi một cái khách sạn này thôi. Thế nên mình đoán là chắc nó phải ở trong khách sạn này hết. Thế là anh Đạt ra đấy. Thế nên mình không thuê khách sạn, mình ăn tối ở đấy. Thì ăn tối thế đấy nào lại có một ông Ấn Độ ngồi góc thật. Thế mình ra lò dò hỏi, đúng thầy. Ôi mừng quá. Mày thế nhỉ? Ơi rồi ôi, ông thầy này thì ý thức bảo mật của ông ấy kém lắm, bởi vì ông ấy từ ở xa đến. Và thứ hai nữa là tự nhiên có hai thằng ngoại quốc đến hỏi là ông nghĩ miệng kiểu trong lòng ông ấy sướng lắm. Thế hỏi bao nhiêu
kể tất. Thì cũng được nữa. Xong ông lại còn bảo rằng thôi 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 chúng mày ghi này mất thời giờ quá. Thôi để mai tao dạy xong ấy thì tao về trung tâm của tao, chúng mày đến đấy thì tao copy cho. Thế là anh đã đi theo. Thế không sao, đợi cậu về mình mua vé máy bay đi, đi sang trung tâm của cậu ấy. Cậu bắt nhân viên copy cho hết. Thế là còn về đĩa mềm luôn, khỏi về mà chụp ảnh chụp yếc. Nhưng tất nhiên là trong cái đống này tôi cũng không hiểu gì. Nhưng mà nó làm cho mình thấy rằng à, mình bắt đầu mình vỡ dần nhá. Và quyết định là quan trọng nhất là bây giờ mình, cái quy trình này hóa ra nó có những chuẩn mực trên thế giới. Nó chuẩn nó tên là CMM, nó gọi là đo cái độ trưởng thành, tức là nó đo cái chuẩn này gọi là đo độ trưởng thành của một tổ chức làm phần mềm. Độ trưởng thành tức là nói thế nào thì tạm gọi là trưởng thành, tức là nói thế nào thì là đúng thế đấy. Còn trẻ con tức là nói mà đang làm một nẻo. Đấy, nó đo từ 1 đến 5. Đây là thằng số 1 tức là nó đang làm một nẻo, mà thằng số 5 thì là cứ nói A thì là A, có lệch có độ tí. Đấy, thì gọi là trưởng thành. Thế mình bảo bây giờ là như vậy, mình phải đi theo chuẩn mực của quốc tế. Đấy. Thì lúc đấy là đi tìm. Thế, tất nhiên là mình chẳng có kinh nghiệm gì cả. Bởi vì nếu mà thi bây giờ lộ ra ngay là mình rốt. Thế nhưng mà đợi anh Lê Thế Hùng thì anh ấy có một cái tiền đề rất là hay. Anh bảo là người Việt Nam ấy giỏi mỗi thi thôi. Thi mà không được nữa thì làm chắc chắn không được. Cái này là thi mà có cái gì mà sợ. Nếu mà chúng ta thi trượt thì chúng ta không nên làm. Thế là ok thi. Thì cái này nó đúng thật. Hóa ra chúng ta rất giỏi thi. Mặc dù chưa làm bao giờ thì vẫn độ. Thế mà người Việt Nam à, thế là bọn tôi thi thì ngay lần đầu tiên ấy, ngay lần đầu tiên thi nhé, đã đỗ nó gọi level 4, level 5 là cao nhất. Thế cái tổ chức đấy nó xếp hạng 5 mức ấy, thì mức 4 là mức trưởng thành số 4. Thì mình thi đỗ cái đấy. Khi đỗ ấy, thì mình có chứng chỉ. Mà có chứng chỉ một phát ấy, thì lập tức là mình, bởi vì trên thế giới này chỉ có vài trăm thằng có chứng chỉ đấy thôi. Thế tự nhiên mình có một cái điểm bán selling point. Vậy chúng tôi, mình có thể tự hào nói rằng là chúng tôi là một trong, hình như 120 hay 200 thì không nhớ chính xác lắm, công ty có mức độ trưởng thành từ cấp 4 trở lên. Mình chỉ là thi rồi đó. À? À, chưa có làm nhưng thi thì tốt, điểm cao. Thi điểm cao lắm, luyện thi nữa. Thi thì là luyện thôi, có gì đâu. Thi thì chưa có luyện làm. Thi rồi phao viết, thứ là nghề của mình. Nhưng mà mọi người hay coi điểm đấy là điểm yếu. Nhưng mà thực ra đấy là điểm, khi mà thi tốt ấy, thì ít ra đây là một cái entry point, tức là cái điểm để chúng ta có thể vào được. Còn sau đó chúng ta phải làm tốt thật. Cái chuyện chắc chắn nếu mà muốn thành công chúng ta phải làm tốt thật. Thế nhưng mà chúng ta cầu toàn, chúng ta đợi làm tốt rồi mới thì mãi mãi không bao giờ tốt, vì quay lại nó không có cơ hội. Chúng ta phải có cơ hội thì chúng ta mới chứng minh được chúng ta làm tốt. Mà muốn có cơ hội chúng ta phải có. Được, thì phải thi. Sao mình thi? Hai nữa là cái chỉ có thế, nói thế thôi. Nó không bổ ngang thì bổ dọc. Chúng ta được học. Bởi vì những cái thi đấy là nó đòi hỏi tất cả thành viên trong tổ chức nhé, chứ không phải ông lãnh đạo thi. Đâm ra nó nâng cái awareness lên rất là nhiều, tức là nâng cái gọi là cái nhận thức về tính quy trình. Cái này quan trọng hơn rất nhiều. Đấy. Và thứ hai nữa là nó giúp mình làm được cái tool, tức là cái công cụ để mình có thể quản lý được nó. Nếu mà chỉ quy trình không có tool thì rất khó. Thì chính những cái việc đó nó tạo cho mình một cái framework, một cái khung để mình có thể cải tiến được. Mặc dù mình có thể chưa đạt được điểm đúng như thế thật, thế nhưng mình biết chắc là con đường mình đi là như thế nào. Sau đó thì em Shop luôn luôn trở thành một tổ chức rất tiên phong trong tất cả các chuẩn mực. Đi bất cứ làm cái gì thì việc đầu tiên là chúng tôi phải thi lấy một cái chứng chỉ, mà phải lấy cái chứng chỉ cao nhất có thể, để đấy làm cái mốc để chúng ta phấn đấu. Bởi vì tất cả những cái chứng chỉ đấy nó đều nó có cái lộ trình để rất là rõ ràng để chúng ta phấn đấu. Chúng ta có thể ví dụ lừa được khách hàng, chúng ta không thể lừa được chính mình, đúng không? Chúng ta biết là mình chưa giỏi, nhưng mà chúng ta còn có biết là phải improve cái gì, chứ còn nếu không thì chúng ta không biết. Nên là khi mà các bạn ấy hỏi rằng là cái việc gì mà phải làm nhất, mà cái này thì làm phải càng sớm càng tốt. Thì vì sao ngay xong cái chương tiếp theo cuốn sách, sau khi mà đã gần lý giải được cái việc làm sao có khách được rồi, thì cái việc thứ hai mà quan trọng ngay sau cái việc lấy khách hàng là cái việc chúng ta phải có một cái quy trình mà càng sớm càng tốt, mà theo chuẩn mực của thế giới, bất kể lĩnh vực gì. Và bài học này áp dụng được trong tất cả các lĩnh vực, không phải là chỉ làm phần mềm, trong lĩnh vực nào cũng có hết. Yeah. Ông tìm ra nó biết ngay.
làm sao thì khó quá. Cứ không theo quy trình chuẩn mực thế giới. Ừ, không làm được đâu. Làm đi. Thế theo khẩu hiệu của anh Lê Tê Ung thôi. Thì mình không được nữa thì nghỉ đi, đừng có làm. Văn hóa Việt Nam khi chúng ta sẽ nói đến, luôn luôn nói đến phong tục tập quán. Chúng ta nói đền chùa miếu mạo quần áo, chúng ta không hề nói đến behavior. Trong khi đó những cái đó mới là quyết định. Đây là tiền đề luôn chứ khỏi phải, không phải kinh nghiệm gì cả. Còn mà ông bắt chước người khác thì ông sống được thế thôi. Kể cái đó, vì em muốn hỏi anh cái văn hóa doanh nghiệp đó, tại vì đây là cái cuốn sách mà anh nghe từ lời mở đầu nó nói là phân tích cả cái hành trình F-Shop ở góc độ văn hóa doanh nghiệp. Mà gần đây thì cái từ văn hóa doanh nghiệp cũng được nhắc đến nhiều, giống như một cái từ hot. Thì cái góc nhìn của anh về văn hóa doanh nghiệp và cái sự cần, cái sự gọi là khi mà có vấn đề về văn hóa doanh nghiệp, khi cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thì đầu tiên doanh nghiệp cần phải nhìn vào cái điều gì? Thì cái này đầu tiên nó phải định nghĩa. Cái này cũng rất may mắn, trước khi cuốn sách này thì anh với Đạt có viết một cuốn gọi là, chung tay với một cuốn gọi là FPT Bí Lục. Đó, thì bọn anh đều cho rằng chúng ta phải thống nhất cái định nghĩa trước, bởi vì văn hóa nó rất nhiều cách hiểu. Thực ra là nếu không thống nhất được định nghĩa thì mỗi ông hiểu một đằng thì chúng ta phân tích nó vô nghĩa. Thì bọn anh đi theo cái gọi là định nghĩa của một ông gọi là Edgar Schein, thì ông ấy cho rằng định nghĩa nó tóm tắt như thế thôi: văn hóa tức là những bài học mà tổ chức đã học được trong quá trình phát triển của mình. Phát triển nó hai việc, một là cạnh tranh nhưng mà doanh nghiệp, và thứ hai là giữ cho tổ chức nó không bị tan ra. Nó chỉ có hai cái hoạt động chính thôi. Những bài học đấy đã được chứng minh trên thực tế và được truyền lại cho các thế hệ sau, và đến một thời điểm nào nó thì nó trở thành vô thức, tức mọi người cứ thế mà làm. Đấy, thì nếu mà đặt trong cái bối cảnh như vậy thì tất cả những câu chuyện mình nói nãy giờ đều là văn hóa hết. Thế nhưng mà đối với cá nhân anh ấy thì khi mà đọc Shine ấy thì nó có một cái point mà anh cực kỳ thích. Thì ông này cũng đưa ra một cái quan điểm rằng là tất cả, nó gọi là macro culture, tức là văn hóa, gọi là văn hóa dân tộc thì tạm gọi như thế. Tức là bởi vì ông cho rằng cái văn hóa nó quyết định cái quyết định của con người, tức là nó quy định cái cách ra quyết định hành xử của chúng ta, nên nó bị ảnh hưởng của văn hóa dân tộc. Đấy, rồi anh Nam, ông Nam với ông Khánh cùng người Việt thế nào cũng bị ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam. Khi cũng có những điểm giống nhau. Nên cái đấy cái là mình bảo cái này hay, trước này mình không để ý. Như vậy là tất cả các ông ở đây sẽ bị ảnh hưởng của văn hóa mà ông không biết. Vì Sang cho rằng văn hóa mà ở mức cao nhất là vô thức. Ông còn không biết là tại sao ông làm thế. Đấy, ông lười mà vẫn cứ bảo ông lười là mà không, em chăm lắm. Nhưng mà thực ra là ông lười. Không biết mình lười. Mình không công nhận. Bởi vì mình nghĩ thế là xấu. Nhưng theo Sang thì không có xấu hay tốt, nó chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Thì tất cả những cái điểm này, khi mình hiểu ra điều đó thì bắt đầu thì mình thấy rằng như vậy là cái mình phải leverage được cái gì, cái văn hóa của người Việt, mình phải sử dụng được nó. Đấy, ví dụ như đấy, người Việt, đây cái ví dụ điển hình nhất là tổ chức làng nghề, là một tổ chức rất Việt Nam, bởi vì nó dựa trên quan trọng, rất một ý tưởng cực kỳ quan trọng của người Việt là người Việt thích làm chủ. Xưa đến nay rồi chúng ta thích làm chủ nhỏ. Thà đầu gà còn hơn là đuôi voi. Đây ông Khánh này đang làm VTV, cứ phải ra ngoài. HTV. Đây là ông này còn ít tiền, có nhiều ông là chỗ kia cao hơn, ông vẫn ra ngoài. Vì ông cảm giác là ông được quyết định tất. Cái này nó có cái hay, nhưng có cái dở. Có cái dở là như thế, ông cứ lăm một hồi, ông tìm chuồn sạch. Không gọi là tận tâm với tổ chức lắm. Thì chính bác chàng đã đưa gợi ý cho mình một cách là có thể combine, tức là có thể tập hợp được cả hai cái đó, không sao cả, vẫn có thể làm chủ mà vẫn có thể là đứng trong một tổ chức. Thì anh nghĩ rằng là cái mô hình mà em đã tìm ra mà anh này là mô hình nó dung hòa được. Cái mô hình làng nghề là cái mô hình dung hòa được hai điểm đó. Mỗi ông vẫn là chủ một cái con, nhưng tất cả các ông đều là bát tràng. Các ông đều thừa nhận đi đâu cũng nói là tôi ở bát tràng. Đi đâu cũng là cái F-Soft rồi F-Telecom, rồi tức là những cái làng. Không, bên trong FPT thì anh không nói, đây trong F-Soft thì có rất nhiều cái công ty con. Mà đi đâu nó cũng là F-Soft. Đấy. Làng đó, đúng không? Đấy, thì nó là cái làng. Nhưng mà trong đấy nó có rất nhiều những cái tổ chức con. Tổ chức nó rất độc lập và nó hành xử đối với nhau, thì cái đấy là cái
đấy là một cái ví dụ về gọi là hành xử nó phù hợp với văn hóa của dân tộc thì nó rất dễ, em có thể làm khác. Nhưng mà em sẽ bất công khi em đi làm ngược lại với văn hóa thì em sẽ rất bất công. Vì mọi người sẽ vô thức người sẽ chống lại mình cực kỳ mất công. Còn mình làm theo thì nó thuận lợi rất nhiều. Thế là có một cái câu chuyện nữa mình cũng rất là hay kể về văn hóa ở trong shop, chính là cái môi trường làm cái ngày phụ huynh. Tức là đối với các công ty mà trong lý thuyết quản lý hiện đại thì chẳng ông nào coi là bố mẹ anh chị em thì liên quan gì, đúng không? Nhà trường thì may ra, đến công ty thì bố mẹ liên quan, nhưng người Việt thì không phải như vậy. Người Việt thì lớn lên ông bà già gọi về phát lên mẹ cũng quát cho phát là im thít. Thế này thế kia, như vậy cái ảnh hưởng của bố mẹ đến con cái người Việt lớn hơn rất là nhiều. Và vì thế xưa nay vẫn thế, mặc dù mình cho đấy, bây giờ rất nhiều người cho đấy là xấu, là như vậy là không tốt này thế nọ, nhưng mà đây nó là thực tế. Nhưng mà cái đấy nếu làm tốt có thể trở thành một cái điểm gắn kết cực kỳ tốt. Đấy, nói rằng văn hóa tức là sao, có hai việc thôi, cạnh tranh đấy, đi bán hàng selling Việt Nam, đúng không? Việt Nam thế này thế nọ. Việt Nam hóa ra nghìn năm rồi, rất nhiều ông chưa sang cũng thấy ôi Việt Nam hóa ra nghìn năm rồi mà nó có biết đâu. Hai nữa là integrate nó với nhau, thì cái chú ý đến phụ huynh là một cái yếu tố để gắn kết cực tốt. Thì cái này thì bọn anh cũng tình cờ. Nhưng mà vì mình luôn luôn có cái suy nghĩ như thế, đến khi mình nhìn thấy cái là mình thấy ngay rằng đây là một cái cơ hội. Thế tại sao không mời phụ huynh đến văn phòng? Thế thôi. Thì thế nhưng vấn đề logistics nó sẽ là rất khó khăn, bởi vì tự nhiên mấy nghìn các cụ từ mà toàn ở quê lên, chồng cái cụ đi ra đường rồi nó lạc cái thì bỏ sư ai trông được. Thế nhưng không sao cả, chúng ta tin rằng việc này là đúng, chúng ta tin rằng anh em cũng sẽ thích cái điều này. Bố mẹ thì cực kỳ thích rồi. Okay. Thì cái việc hóa ra anh em chung tay và giải quyết có vấn đề gì đâu. Và một từ một sự kiện ban đầu rất đơn giản, mà sự kiện thực ra nó rất là emotional và nó rất là cảm xúc, mọi người cảm giác. Thì chúng ta cứ nói công ty là một gia đình, nhưng mà thực ra không phải, công ty gia đình nữa, ông sếp chẳng liên quan. Nhưng mà bố mẹ đến công ty ta thì đúng là gia đình thật. Mà bố mẹ đến thì tất nhiên coi những cái thằng đồng nghiệp này cũng như là con nhà mình. Mà vì ông đến đây thì tất cả ông này cũng phải tiếp chứ. Thì chẳng nhẽ bố lên không dẫn đi ăn bữa, mà hôm sau về quê thì những cái gắn kết mà nó không chính thức như vậy thì nó làm gắn kết hơn nhiều là chúng ta cùng làm một team. Bởi vì mai có thể đổi team. Nhưng hôm trước ông già vừa lên xong mà chửi cả hai đứa mình. Mà nó gắn kết cả giữa. Thì cái những cái hoạt động như vậy thì nó làm cho là khi mình hiểu được rằng văn hóa của mình không thoát ra khỏi được thì mình sẽ tận dụng được. Nhưng khi mình đi ra nước ngoài thì mình đối diện với những văn hóa khác. Nếu mình cứ khư cái của mình thì nó không hợp, thậm chí bị dội. Như vậy nó dẫn đến việc là mình phải hiểu văn hóa người ta. Thì cái này nói rất hay. Tức là tất cả anh em đi ra nước ngoài tìm hiểu văn hóa của người ta. Và bạn anh nhanh chóng phát hiện ra rằng là mình không thể nào làm được. Mình không kịp. Mình quá ít thời gian. Mình phải cần có thời gian. Đúng không? Mình muốn hiểu cái văn hóa ví dụ như là Lào thì phải ở đấy 5 năm, 10 năm. Ý. Rằng nhằng phải đi du lịch về tôi hiểu rồi. Lịch nó toàn diễn thì mình xem thì mình biết đấy. Nếu mà sang Nhật hiểu Nhật cũng phải 5 năm là ít. Mà phải đi kiếm tiền cơ, đi học không học được cái gì đâu. Khi mình mất tiền ý, là người ta show cho mình cái mình thích. Chứ còn mình đi kiếm tiền thì... show cái mình không thích. Mình không thích, mình phải thuyết phục được người ta, đúng không? Thì cái đấy rất lâu, nó cũng giống hệt trên tất cả mọi chuyện khác. Bây giờ nếu mà gọi là mình phải hiểu và nói người ta thì cái cách nào để mà có thể vào nó tốt nhất, thế lại người ta dạy mình thôi. Như vậy bọn anh nhanh chóng phát hiện ra là hóa ra mình lại không hiểu văn hóa mình. Khi mà mình hiểu văn hóa mình chia sẻ thì người ta sẽ chia sẻ văn hóa người ta. Đấy, thì câu chuyện như vậy đâm ra em sắp có thể nói là một trong tổ chức mà hiểu văn hóa Việt Nam khá sâu sắc. Bởi vì đây là cái cách mà chúng tôi có thể hiểu văn hóa nước ngoài tốt nhất. Là khi viết cái quyển bí lục ấy thì tôi thấy rằng là hóa ra rất ít văn hóa Việt Nam khi chúng ta sẽ nói đến luôn luôn nói đến phong tục tập quán. Chúng ta nói đền chùa miếu mạo quần áo, chúng ta không hề nói đến behavior.
Trong khi đó những cái đó mới là quyết định, đúng không? Cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta ra quyết định, cách chúng ta coi thế nào là đúng, thế nào là sai, cách chúng ta thế nào là nhanh, thế nào là chậm, thế nào là lâu, đấy, thế nào là xa, thế nào là gần, chúng ta quan điểm khá giống nhau. Thế nhưng mà khi nói thì chúng ta lại dùng cái thước đo của Mỹ. Đây giống như cái câu chuyện là ông Toyota ông nói đang dùng thước đo khác. Thế cuối cùng là chúng ta cãi nhau, chúng ta chưa bao giờ thống nhất được văn hóa Việt Nam là gì. Và trong quá trình này thì mình thực ra là cái nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của các nhà nghiên cứu bị lệch lạc, và vì thế nó ảnh hưởng rất ít đến các sự phát triển của doanh nghiệp. Đôi khi là do mình chưa hiểu mình thôi. Mình có hiểu đâu, thực sự là mình không hiểu thật. Nên bọn anh, cái động cơ để bọn anh hiểu ấy là bởi vì mình không hiểu mình thì làm sao mình hiểu người ta được. Nên khi kết luận được rằng lý do toàn cầu hóa quan trọng nhất là phải hiểu văn hóa Việt Nam, chứ không phải là hiểu văn hóa. Khi chúng ta rất tự tin về cái ta hiểu thì chúng ta sẽ rất tự tin đi ra bên kia. Chúng ta sẽ tự tin để học của họ. Mà chúng ta không sợ bị copy, hoặc là vì sao đấy, lúc nãy chưa kịp lý giải tại sao đại học FPT lại bắt sinh viên phải học đàn bầu, phải học Vo Việt Nam, bắt buộc, không phải lựa chọn gì cả. Bởi vì chúng tôi tin rằng nếu các em nắm vững này thì các em đi ra nước ngoài các em sẽ rất tự tin tìm hiểu văn hóa nước ngoài. Và con đường này nó nhanh hơn rất nhiều và nó khả thi. Vì còn chúng ta chưa biết đi đâu, Lào khác, Thái Lan khác, Pháp khác, Đức khác, Pháp Đức đã khác nhau rồi, Mỹ rồi Dubai, chúng ta biết học cái gì? Thế tại sao ta hiểu ta trước đi? Thì cái quá trình hình thành, đi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp đấy là cái quá trình mà anh gọi cho rằng là cái FPT đã vô thức mà làm rất tốt từ đầu. Vô thức làm rất tốt từ đầu, và cái này nó lợi thế. Đây là bọn anh được hưởng lợi từ những ngày đầu. Anh quay lại thì năm 1991, tức là rất trước khi nói chuyện toàn cầu hóa, thì ở trong sáng lập FPT của anh Nguyễn Trung Hà, anh ấy đã đặt hàng các nhà nghiên cứu ba nhóm tìm hiểu xem nếu 1.000 người Việt Nam thì sẽ có những tính cách gì, không nói xấu hay tốt. Vì anh tin rằng khi có trên 1.000 người trở lên mà FPT rồi kiểu diện trên 1.000 thì cái hành xử đấy sẽ rất giống với hành xử của xã hội. Đấy, thế chi bằng là chúng ta biết trước đi, tìm hiểu đặc trưng của 1.000 thì nghiên cứu xã hội là sẽ biết ngay là sẽ có bao nhiêu thằng ăn cắp phần trăm kỷ luật bao nhiêu đấy. Thì anh mới phát hiện ra những cái thứ đấy, ví dụ như là dân mình rất thích làm chủ, không thích làm, thì cái nhóm nghiên cứu đấy thì... như vậy là cái tư duy đấy đã có từ trước, là như vậy ảnh hưởng. Và sau này khi mà anh viết lại lấy cái sai thì thấy thực ra là FPT đã có cái nhận thức đấy khá tốt, và vì thế khi mà mình làm thì mình vô thức mình làm, cho bây giờ mình khi bọn anh viết lại thì nó thành một cái rất là có logic, chứ không phải là ngẫu nhiên là mình làm vào. Thì khi mà quay lại câu chuyện văn hóa đấy thì thực sự là đấy là một trong những cái learning mà anh nghĩ là quan trọng nhất. Thực ra hóa ra là chúng ta phải hiểu ta, hiểu văn hóa của Việt Nam, muốn đi toàn cầu hóa thì phải hiểu ta. Và câu chuyện của F-Shop cho thấy rằng cái văn hóa Việt Nam nó là rất phù hợp để F-Shop phát triển trong 25 năm qua. Nó thực ra không phải là phù hợp hay không, mà đây là cái nhận định của cũng là một người bác Ấn Độ, và cái nói cho anh mà anh tin ra đúng là một doanh nghiệp nếu muốn trở thành vĩ đại mà được các thế giới kính trọng thì ông chắc chắn phải dựa vào cái văn hóa của dân tộc. Đây là tiên đề luôn, chứ không phải kinh nghiệm gì cả. Còn mà ông bắt chước người khác thì ông sống được thế thôi. Và ông đưa ra những ví dụ như là gọi Rockefeller, General Motors là những cái doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, nó rất American, rất Mỹ. Toyota nó rất Nhật. Infosys hoặc là cực kỳ Ấn Độ, nó rất Indian. Mặc dù nó quốc tế, nó international, nhưng người ta kính trọng nó chính vì là nó Indian. Còn các doanh nghiệp Việt Nam anh nghĩ cũng thế, chắc chắn FPT mà được thế giới kính trọng chính vì là ông này rất Vietnamese. Đáng suy ngẫm. Bây giờ ai cũng nói về toàn cầu hóa, rồi hội nhập, rồi về theo hiện đại hóa, rồi go global, nhưng mà cái identity của ông mà không có thì tất nhiên là thì chúng ta lại không, tức là con người nó cũng thế thôi. Chúng ta là ai thì mới quan trọng, đúng không? Thì cái này là cái điểm mà anh nghĩ về policy cũng sao anh gọi là
suy luận nó ra về mặt chiến lược policy, chúng ta rất nhiều cái mà chúng ta là ở mức gọi là macro ấy, yeah. chúng ta cũng chạy theo nhiều quá, nên cuối cùng chúng ta cứ loay hoay. Giáo dục chẳng hạn là cái điển hình, loay hoay hết mô hình nước này mô hình nước khác. Nhưng Việt Nam thì sao đúng không? Thì chúng ta có cái gì mạnh? Cái quan trọng nhất ấy, trong quá trình toàn cầu, người ta có respect mình hay không, tức là mình có thể cạnh tranh sòng phẳng hay không, tức là mình phải dựa trên cái sở trường của mình, không thể dựa trên sở đoàn được. Nhưng cứ tập trung cải thiện điểm yếu không à, mà quên mất đi điểm mạnh. Chúng ta suốt ngày còn đi moi móc điểm yếu, thế xong là đi sửa lịch sử, thấy là chúng ta thừa nhận những điểm yếu và chúng ta trung. Những điểm yếu nào mà chết người thì chúng ta phải kiềm chế, không sửa được nhé, kiềm chế tác hại của nó thôi. Hiểu chưa? Tức là nó chỗ này nó bị cái mụn này thì thử chấp nhận, okay. được, khoanh nó lại. Chấp nhận là không sửa được. Thì mới lại đau chân thì thử chịu khó đi. Ta chơi cái môn khác. Okay. Ví dụ thế. Chứ đừng sửa cho nó khỏi. Yeah. Thì rất là nó không, thì chúng ta không cạnh tranh được. Thế còn điểm mạnh là cái gì? Thì cái câu chuyện này là câu chuyện mà anh muốn kết thúc để mà thấy rằng cái này, cái chuyện này nói đi nói lại rất nhiều lần hôm nay nói với Khánh để thấy rằng có thể ao điền nó rộng hơn. Yeah. Là ai cũng sẽ có thể tìm ra điểm mạnh của mình được hết, nếu mà thực sự chúng ta mong muốn điều đó. Bởi vì nhưng mà tìm điểm mạnh của mình hóa ra rất khó, không phải dễ. Cái này sau này đi học thì mới biết rằng là tìm điểm mạnh rất khó. Yeah. Vì điểm yếu của mình ý, là bọn nhiều bọn nó soi mói, số người nó nói. Bọn mà khen mình thì đa phần là bọn nịnh. Thế đâm ra là thường là không đúng. Đúng. Đấy, thế đâm ra là mình mạnh cái gì mình không biết. Yeah. Và cái ông thầy ở bên Singapore nói với anh ấy, ví dụ là mày mày rất giỏi cử tạ thì mày có thể nâng 150 kg, mày không thấy vấn đề gì cả, đâm ra mày lại coi đấy không phải là điểm mạnh. Cái điểm mạnh là điểm mình làm tương đối dễ dàng và mình lại coi thường bởi vì mình làm dễ quá, và mình cũng không, mình không cho rằng, không cho là điểm mạnh. Thì cái bài học đấy là anh học được từ những cái cô xin Việt Nam, cũng là trong chúng dạch, mà bây giờ mà nếu mà anh gặp thì anh cũng không học được, vì bây giờ anh cho là mình giỏi rồi. Tại thời điểm đấy thực sự mình đang bí thật, thực sự mình thấy rằng tất cả những cái điểm mình coi là điểm mạnh thì hóa ra không phải là mạnh, vì khách hàng nó không tin điều đó. Yeah. Hoặc là mình nói nó không tin. Thì anh ví dụ với trường hợp của F-Shop đi, điểm mạnh lúc đó anh tưởng là gì và không phải? Đấy, thì ví dụ anh nghĩ là mình giỏi. Giỏi làm phần mềm. Mình giỏi mềm 10 năm làm toán, học chuyên toán, điểm IQ cao vật. Dừng toán về IQ cao vật. Nhưng hóa ra được cái chẳng biết gì. Đúng không? Mình tưởng là mình hiểu văn hóa, văn hóa cao. Đấy tính lúc nãy anh kể rồi, thì mấy ông FPT mà đi với nhau ấy thì chỉ có 3 bài thuộc thôi. Tức là văn hóa rất cao, nhưng mà cần phải sinh hoạt thì chúng ta thì có thuộc 3 bài. Một là quốc ca, 2 là như có Bác Hồ, 3 là chống cơm. Thế là hết. Thế là bây giờ chắc biết nhiều bài hơn rồi anh. Không thể nói rằng là những cái thứ ta tưởng rằng là có học thức này nọ, thì không có. Hiểu hết rồi. Thế thì hóa ra là mình không biết thật, và thực nó dẫn đến hậu quả. Còn nếu mà chúng ta không ra ngoài, chúng ta không có hậu quả. Ra ngoài thì ta có hậu quả là không có việc. Không có việc thì rất thất vọng. Anh em buồn chán, lo lắng. Đấy là hệ quả. Và ta thấy rằng như vậy là có vấn. Ta không biết mình mạnh cái gì. Ngoại ngữ thì rõ không mạnh rồi, công nghệ không mạnh, văn hóa yếu. Yeah. IQ, nghe đồn ấy tôi cũng chẳng biết để làm gì. Nghe đồn ấy tôi cũng chẳng biết. Bây gọi là đấy, đúng hạn thì bảo 100%, tức là toàn những thứ mình bịa ra cả. Yeah. Chưa có cái một thước đo nào để chứng minh là mình đúng cả. Thì cái cuộc gặp đấy với những cái cô Oxin ở Đài Loan đấy, trong chuyện này anh kể ngay ở chương 3, đáng nhẽ là anh để sau hơn, vì thực tế thời gian thì nó xảy ra muộn hơn. Thế nhưng nó là một cái, nó gọi là trong cái nó là một cái thay đổi suy nghĩ thôi. Câu ấy không tìm ra được. Các cô ấy đã phải cạnh tranh với những cái đối thủ rất mạnh, là Philippines là rất mạnh trong lĩnh vực làm housemaid, tức là người làm giúp việc. Thì Philippines trên thế giới này nó là người cong đá bóng này tương đương với đội Brazil. Mà các cô ấy thắng được là kiếm được tiền, chứ không phải thế nào là thắng. Cô kiếm được tiền bao nhiêu thì là đủ, cô kiếm được tiền để đạt được cái giấc mơ của mình. Yeah. Cái câu chuyện đấy nó hay ở chỗ ấy, là các cô đạt được giấc mơ của mình chứ không phải là được bao nhiêu tiền. Cái cô nào mà định kiếm tiền để về mở một cái hiệu gội đầu thì cũng vừa đủ,
cái cô đấy là về để mẫu ở đâu, được làm mẫu xin xong bây giờ về mẫu ở đâu. Nhưng cái cô mà anh ấn tượng nhất là chính là cái cô đi về Việt Nam chỉ để ngủ khách sạn Dai U thôi. Bởi vì từ bé thì cô đã mơ ước đã kiếp mơ là ok rồi, yeah. Được ngủ khách sạn Dai U một đêm. Anh nói thật, một cái cô bé ở quê mà có giấc mơ đấy anh cũng kính trọng. Okay. Riêng giấc mơ đấy thì đã kính trọng rồi. Sau đó nó đi sang bên Đài Loan, nó kiếm đủ tiền, tất nhiên vừa đủ thôi để mua vé về ngủ ở đấy, sau đó lại quay trở lại, không hề về nhà, không thăm gia đình. Thì nó rất đơn giản. Trong đó mình thì vẽ giấc mơ gì, đốt cháy trí tuệ cái gì, gọi là đưa trí tuệ Việt Nam ra bờ cõi thế giới. Mơ to tát. Gọi là mặt mày thì buồn như chấu cắn. Hỏi mạnh cái gì thì không biết. Các cô, đấy, chính vì các cô phải chiến đấu trong một môi trường rất cạnh tranh, mà phải có những giấc mơ phải đạt được, thì cô tìm ra, mà cô nói ra được. Thứ hai là nói ra được, họ chia sẻ với nhau được. Em hiểu không? Nó đơn giản đến cái mức như thế. Tức là mọi người chia sẻ với nhau được. Nó không có gì cao siêu đây, không phải bí kíp mỗi mình ông Nam biết, hay là mỗi ông anh biết. Họ chia sẻ với nhau. Cái bí kíp đấy hóa ra là ai cũng có, ở mức này hay mức kia đều có cả. Và khi mà hiểu ra điều đó thì thực ra nãy giờ tất toàn bộ câu chuyện này anh thấy rằng hóa ra cái bí kíp của F-Shop, đặc biệt là dùng những người thường, gọi là thường trong kép, những người bình thường đúng không, làm được những việc mà phi thường, tạm gọi anh em ngài thì nghĩ là phi thường, đi mình thực sự của mình đúng không? Đấy là đi mình thực sự, là năng lực học. Năng lực học trước giờ mình không gọi tên được, mình không gọi gì được, mình học nhanh hơn, mình học cái mới. Năng lực học ấy nhanh ấy, chỉ có lợi khi em học cái mới thôi. Cái cũ thì người ta biết hết thì học làm gì nữa, nhanh chẳng để làm gì. Nhưng cái mới thì rất có lợi. Em để ý xem, ông Bình nhà anh ấy, ông là rất thạo trong cái việc cứu gì mới, là ông nhảy ra ông ấy bảo làm đi làm đi rất nhanh, mặc dù đã biết hết gì đâu. Đất biết gì cũng học thì ông cứ bảo làm chip làm chip, chắc chắn là ông không biết gì. Nhưng ông ấy tin một điều rằng là mình học nhanh. Hay đấy. Đấy, vấn đề đây có phải là cơ hội hay không thôi. Okay. Nếu là cơ hội cứ nhảy vào đi. Thì cái đấy là cái bài học mà mình rút ra được từ xin này. Cái đó là gần như là một thanh niên nào cũng có. Cái này không phải là, đây không phải là phát minh của FPT cả. Cái đây cũng không phải là do FPT tạo ra. Cái đấy là do cá nhân, anh không biết là tại sao nó đâu ra. Ông Khánh có, đây tất cả anh em đây đều có cả. Khi đi vào trong lĩnh vực công nghệ thì nó lợi thế nhất, lợi thế trong việc làm những cái mới. Những công nghệ mới, công nghệ càng thay đổi càng mới, chúng ta càng có lợi. Về học nhanh. Thì chúng ta học nhanh hơn, chúng ta đi vào nhanh hơn. Và sao tôi làm được thật. Thế chỉ nhớ mỗi một điều thôi, là phải kiếm được tiền. Chứ còn chúng ta mất một tấn tiền để đi vào học công nghệ thì là người là dở hơi. Không kiếm được tiền thì cũng không có nghĩa gì. Thì vậy chúng ta lại sai. Cái thế mạnh đấy phải dùng để mà biến nó thành giá trị chứ. Chúng ta lại bỏ giá trị ra, đúng không? Chúng ta, nếu mà chúng ta dùng cái thế mạnh đấy, chúng ta phải biến nó thành giá trị được. Và chính sự giá trị của tiền bạc nó giúp chúng ta làm bài bản hơn, giúp ta đi được bền vững hơn, chứ không phải ngược lại. Các bạn đều tin rằng là phải có tiền chúng ta sẽ làm được bền vững, nhưng không phải. Chính có năng lực học tập, có vấn đề tìm lời giải ngay lập tức, xung quanh đâu đây thôi. Chúng ta học nhanh mà, chúng ta nhìn đâu đấy phải học được. Nên rất nhiều, bây giờ anh đi nói lại, cứ bảo là ông học ông này ông kia, anh nói mày đã đến gặp ông ấy chưa? Chưa đến thì sao mà ông học được. Mà đến rất không? Nhiều ông bảo ôi em muốn hỏi gặp anh. Gặp anh thì mày còn chẳng chịu đến được gặp tao, mà mày bảo mày muốn học không tin. Đây là ông nói mồm đấy. Không thực sự muốn. Ông không thực sự muốn thì đây ông Nam ngồi đây mà còn không đến thì bảo bây giờ làm sao mà phi trong tận ông ở bên Nhật, bên Mỹ, bên Pháp. Thế còn những ông mới muốn học ấy, thì ông làm những việc phi thường. Ví dụ ông Nguyễn Hà Đông chẳng hạn, đến đây ông học ở đâu ra? Ông học ở Nhật Bản. Thế ông làm những việc phi thường. Thời đại này kết nối, ông muốn gặp ai chẳng được. Thì đấy là cái point mà thực sự là anh cho rằng là trong suốt bộ cái hành trình này đúc kết lại được. Thì năng lực học tập, học ở những cái điều xung quanh, học từ đối thủ, học từ kẻ thù trong nháy nháy, trong trường hợp là khách hàng, là cái điểm mà điểm mạnh của chúng ta. Thế còn thứ hai, cái điểm mà chúng ta không mạnh nhưng mà phải làm, đấy là quy trình. Và nếu mà chúng ta không thì chúng ta nó cứ lít nhít. Học nhanh nhưng mà nó không gắn lại được thì nó lít nhít. Thì chúng ta phải có cái chuyện để chúng ta gắn kết nó lại với nhau. Cái đây không phải điểm mạnh, nhưng mà chúng ta cũng có thể, thực tế cho thấy là lại dựa vào lợi thế đi thi. Thi trước đi. Thi trước đi. Ok.
Thì dù chúng đấy chúng ta sẽ dùng nó để mà tiến bộ dần dần. Nãy giờ hỏi về nhiều về văn hóa rồi, em muốn hỏi về về Nam á, tức là anh Nam là tổng giám đốc đầu tiên của Fsoft, ở vai trò là người lãnh đạo của Fsoft trong giai đoạn đó, thì anh Nam cho rằng cái ở vai trò lãnh đạo, một người leader, một người lãnh đạo, thì anh cái quyết định nào với anh là anh đã đưa ra quyết định đó mà anh cho rằng là nó tác động đến thành công của Fsoft nhiều nhất? Không, nó không có một cái amen như vậy đâu. Dạ. Nếu mà có quyết định mà xấu thì nó thì dễ nhớ hơn. Quyết định mà gọi là amen thì thực ra may mắn, thực ra lãnh đạo của Fsoft thì là do một cái sự may mắn. Đấy, nói đang bình ông ấy, yeah. Thực ra cái tất cả lúc đấy anh em bỏ hết rồi, còn mỗi mình anh làm, nên là cái lựa chọn này gần như là duy nhất. Thứ hai là cờ đến tay phải phất thôi chứ không? Cờ đến tay thì phất thôi, cũng chẳng phải là cái gì cả, và vì thế tôi tin rằng là cờ đến tay ai rồi cũng sẽ phất được cả. Đấy. Thứ hai nữa là anh em thì gọi là nhất là anh em ban đầu thì nó có một cái background khá giống nhau, đều là dân chuyên toán, chuyên tiếc, nhưng mà thực ra nó có cái một thuận lợi rất là rõ, là khi cái cách nói chuyện với nhau rồi khách mình nhìn vấn đề một cách căn bản, mình nhìn khó khăn một cách hài hước thì mình quen cái việc đấy rồi. Thì đặc điểm của dân toán là như vậy đúng không? Hài hước và chịu chơi máu lửa. Thì cái này thực tế như thế, còn không phải tất cả dân toán có thể không thì không biết, nhưng mà ít ra là thực tế của FPT á. Thì là nó máu lửa thì không phải. Yeah. Anh không phải máu thì bọn chơi chứng khoán máu nhiều. Ôi trời ơi, chơi chứng khoán chơi coi máu nhiều. Dân FPT không take risk nên em không phải là dân take risk. Đấy. Tức là nó được phải thể hiện hành động đúng không? Xuống. Đấy thì ví dụ anh không bao giờ, ông Bình không bao giờ đánh bài luôn. Đấy, đâm ra là nếu mà gọi máu lửa theo ý đó thì không phải, nhưng mà là làm việc bài bản cân nhắc, nói tức là có những giấc mơ lớn. Đấy, hiện nếu hiểu giấc mơ lớn mà không biết mà nói như biết rồi thì đấy là máu lửa. Nhưng mà gọi là all in được không? Không, không all in. Nên em để làm ngân hàng và chết thẳng thẳng. Vì sao? Bởi vì đấy cái độ tích lũy nó cao hơn rất nhiều. Cao hơn rất là nhiều. Thì còn một moment thì anh nghĩ cũng khó để có moment nào mà thực sự moment thì anh nghĩ thực sự quan trọng nhất, nếu mà gọi là ảnh hưởng nhất, đấy chính là moment mà đi anh cái đấy là ở Bangkok, tức là khi mà trên đường từ Ấn Độ về, anh Bình đi về trước, chỉ có hai anh em thôi và dừng lại ở Bangkok, và anh Bình bảo rằng là có khi Nam làm đi. Trước anh Bình trước đấy cũng không tin tôi lắm đâu, bởi vì thực sự mình cũng dân là cũng chơi, thích chơi hơn là thích làm. Thì đấy thực tế. Nên là lúc đấy thì cái không gian đấy, tức là sau khi những gì mình đã nhìn thấy ở Ấn Độ, còn nếu mà tự nhiên đi thì tất nhiên là mình chối phát. Nhưng không gian đấy trong cái nhìn Ấn Độ thì mình thấy là mình thực sự là mình thấy là mình có thể làm được. Vì sao lại rời Fsoft? Thì đấy, vì không, đã bảo là nó không thích lắm, có điều kiện là phải rời ngay. Cảm ơn anh Nam, nhưng mà đây là rất nhiều bài học ạ. Dạ, cảm ơn anh Nam rất nhiều. Câu chuyện của Đất Biết Gì Cũng Tiến là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là một cuộc trò chuyện như nãy giờ của anh Nam thì cũng chỉ là một cái lá cắt rất nhỏ thôi, còn rất nhiều những cái chi tiết, một cuốn sách rất dày và nhiều câu chuyện chi tiết đi sâu vào cái hành trình 25 năm phát triển của Fsoft để đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay. Vào tháng 12/2023 vừa qua thì cũng đã đạt doanh số, công bố doanh số là 1 tỷ đô la xuất khẩu phần mềm. Một chặng đường rất dài và rất nhiều câu chuyện về phát triển doanh nghiệp, về xây dựng quy trình và đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp. Những gì mà một doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam đi ra thế giới và cạnh tranh với thế giới, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cái bài học để tham khảo, những câu chuyện mà có thể là các bạn khán giả là những chủ doanh nghiệp, những người founder, những nhà sáng lập trong lĩnh vực công nghệ hoặc cả những lĩnh vực khác sẽ có thể thấy mình trong đó. Và chắc chắn cuộc trò chuyện này cũng chỉ là một bước đầu, và chúng tôi dự định cũng sẽ tổ chức thêm những cái hoạt động chuyên sâu hơn để giao lưu trực tiếp cùng với anh Nam cũng như là các tác giả của cuốn sách này, xoay quanh câu chuyện về hành trình của Fsoft, để có những cái thảo luận đa chiều, những cái phản biện, những cái chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, để chúng ta đào sâu hơn về một quá trình phát triển của một công ty công nghệ, đặc biệt rằng là trong cái kỷ nguyên hiện nay chúng ta toàn cầu hóa và rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng có cái giấc mơ là xuất khẩu cái sản phẩm của mình ra thế giới. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu tìm đọc cuốn sách này thì chúng tôi cũng có để thêm cái đường link mua sách ở trong cái mục mô tả của video, hoặc là ở dưới cái comment của video này
để chúng ta có thể tìm đọc sách và sẽ thảo luận cùng nhau trong những cái dịp gặp gỡ tiếp theo. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi podcast ngày hôm nay. Mọi người có thể bấm subscribe kênh Việt Success để đón xem những cái tập tiếp theo, cũng như là bấm vào cái đường link đăng ký cái newsletter để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh, cũng như là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hoặc là Apple Podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Rất nhiều thông tin, những câu chuyện chi tiết từ vị khách mời ngày hôm nay, đó là anh Nguyễn Thành Nam. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều, và xin cảm ơn quý vị khán giả, và xin hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.